Phương chào Lê Trọng Phúc. Ho giá sao anh trai? Ho với Phú Thọ vẫn đang bình ổn giá cả nhà nha. Cứ giữ bình ổn giá đi. Vì cây hồng nguyên thủy và cây bạch tuyết đang nở khá là đẹp. Phương chào rồi. Chùa chú Trọng. Ngày hôm nay là cả nhà thấy là anh em ấp hợp bạch tuyết nở khá là đẹp, đúng không ạ? Sáng mai Phương sẽ ấp cho cả nhà xem. Cả nhà cứ chơi cứ bình thường thôi. Mình cứ chơi cây quốc dân thôi cả nhà nha. Cứ HO Phú Thọ mà cả nhà sưu tầm hồng nguyên thủy. Lên tí thì cứ hồng minh châu, bạch tuyết mà cứ thế mà phan. Đúng rồi cả nhà. Mùa này là như cả nhà đã biết là sáng nay là Phương ngủ dậy là coi như là mới có âm u có 2 ngày thôi là đã thối một mầm gốc ngọc sơn cước 10 sen là cả nhà thấy không ạ? Mới sáng sớm ngủ dậy là cả nhà thấy là đã mất biết bao nhiêu là tiền, đúng không cả nhà? Cho nên là cả nhà phải xác định được rằng là chúng ta bước cuộc chơi này mà không có phải là cả nhà nói là nó dễ dàng như cả nhà suy nghĩ đâu. Phương nói thật với cả nhà nhiều khi cả nhà mà chăm cây cả nhà mới cảm nhận được hết được. Cho nên các bạn mà mua cây mà gửi vườn Phương một năm ấy, các bạn là bây giờ phải, cái thứ nhất là cây nó rẻ rồi, các bạn cầm cây về chúng ta phải cố gắng khai thác làm sao. Bây giờ rẻ thì chúng ta chia sẻ rẻ đấy, thì chúng ta là những người chơi mà. Bây giờ Phương cũng giống như các bạn, đâu có phải là nhờ Phương phải bán giùm các bạn. Phương bán cũng như giống như các bạn, đâu có bán cao hơn được. Nó giá chẳng qua là Phương bình ổn giá thôi. Phương cố gắng giữ giá để cho cuộc chơi nó cho anh em, cho tất cả anh em là coi như là vững tin hơn, đúng không? Còn các bạn cũng vậy thôi. Ví dụ như bây giờ các bạn còn rẻ mà các bạn đu đỉnh thì các bạn tốt nhất là nên nhân giống ra. Chứ còn các bạn mới thì Phương có thể là bù cho các bạn cây khác hoặc tặng cho các bạn cây khác. Chứ các bạn mà đã hơn một năm rồi thì đâu có phải mà cứ thúi bù hoặc thúi là tặng cho riết được, đúng không? Các bạn phải đem về chăm. Bây giờ nó lỡ đu đỉnh giá cao thì ai cũng phải là đu đỉnh hết chứ không riêng gì các bạn. Chúng ta hãy cố gắng làm sao làm một cái vườn nhỏ nhỏ để chúng ta tập chăm. Còn các bạn mà đã có vườn thì các bạn chăm cây và khai thác. Chúng ta phải cố gắng làm kinh tế, nói như thế nào đi chăng nữa, dù cái cây nó thấp cỡ nào đi chăng nữa, khi các bạn đã đầu tư vào Quay Lăng Va thì trong đầu của chúng ta đều suy nghĩ một cái điều là vẫn là ở khía cạnh là làm kinh tế, đúng không ạ? Bây giờ thì cái cây nó rẻ thì Phương nói với tất cả những anh em chơi đã và đang chơi thì hoặc là những người mới chơi mà người ta sợ thì Phương chỉ nói lên khía cạnh là chúng ta suy nghĩ về cái là chơi thân lá và chơi hoa đi cho nó nhẹ cái đầu. Còn thực ra thì tất cả anh em chúng ta ai cũng đã đầu tư vào Quay Lăng Va thì suy nghĩ vào vấn đề là làm kinh tế. Các bạn biết rằng là đâu phải là cái hạt cây kiếm hay là cây dendro chớp rồi rất là nhiều cây phát cây kiển cây xanh chơi lá hay là bất động sản hay là chứng khoán, tất cả công việc nào cũng vậy, nó đều có rủi ro hết, không có cái nào gọi là ăn chắc mặt bền cả cả nhà nhé. Phương chào Đoàn Ngọc Minh. Dạ cảm ơn Đoàn Ngọc Minh rất là nhiều. Phương chào Dung Nguyễn. Phương chào Tiểu Quyền Đao. Nhưng mà anh em hỏi sao, ủa sao thúi ngọc sơn cước là bây giờ là mất biết bao nhiêu là tiền mà sao mà 10 sen mầm gốc là mất biết bao nhiêu tiền mà anh Phương vẫn vô tư vậy? Tại sao ạ? Vì đó là cuộc chơi mà cả nhà. Cả nhà cứ nghĩ là đơn giản là tôi mua cây lan về là nó sẽ sống không? Hay là cây lan của tôi nó dạ hồng nguyên thủy thì em đang chia sẻ cho cả nhà thì nó rơi vào khoảng cũng tùy 1 triệu, 1 triệu mấy trở lên cả nhà nha. Thì cây em đã gửi chưa anh? Marlboro là gửi cây cho Marlboro chưa công? Mới vừa gửi em, mới vừa đi bên bưu cục mới vừa vào, mới vừa lấy. Cho nên là các bạn cứ suy nghĩ một điều rằng là tôi mua cây lan là coi như là sẽ thành công không? Các bạn có suy nghĩ cho Phương một điều trước mắt là cây chết hay là cây sống đó đã. Cây sống thì chúng ta đã thành công rồi. Bây giờ không thành công ngày hôm nay thì ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia. Hello đại ca nhé. Em chào anh trai Nguyễn Cần. Đấy, chứ không phải là kêu cả nhà mua cây là cây cây tôi xấu quá hay là cây tôi không đẹp không đâu. Nhiều khi Phương nhìn cái vườn cây của Phương ấy mà Phương nói thật với cả nhà là Phương cảm giác vẫn chưa hài lòng luôn nha. Đấy, thế nhưng mà Phương tới vườn những anh em khác thì ôi dồi ôi, Phương nói thật với cả nhà thì Phương nhìn là tả tơi tơi tả. Đấy, nhưng mà có khi nào họ ấp hay là họ như thế nào đâu. Vì bản thân của họ thì họ chăm thì nó chỉ đạt như đó thôi. Cho nên nhưng mà mình á, thì cái tôi của mình nó cao lắm. Mình phải muốn hơn nữa cả nhà nha. Cho nên là cái gì cũng vậy, Phương luôn đặt cho mình một cái mục tiêu rất là rõ ràng. Em thằng Chính Hà Lam vào vườn em chơi à?
Dạ anh trai, mấy anh em đi Vũng Tàu hôm bữa đấy, rồi hôm nay mai về, đi ngang qua đường thì ghé phường em. Nhưng mà mấy anh em thì cũng hôm nay thì em tiếp anh em Sài Gòn lên. Trưa thì anh em Sài Gòn, chiều thì mấy anh em ở ngoài Bắc đi ngang ghé. May mấy anh em cũng phải bay về hết rồi. Vì ngó chứ vườn lan bây giờ bước vào mùa mưa thì không có ai dám đi lâu hết cả nhà nha, rất là nguy hiểm. Mặc dù như là ở đây như cả nhà thấy không, em giao cho em công, nhưng mà sáng nào em cũng phải qua cùng kiểm tra, đi dạo kiểm tra liên tục. Nói như sáng hôm nay là cả nhà thấy được rằng là mình đã mất khá là nhiều tiền đúng không ạ? Nhưng mà tại sao là anh em hỏi là mình vẫn cứ phải vô tư, vẫn cười, vẫn vui như vậy? Không phải là cười vui, nhưng mà đó là cái cuộc chơi và mình làm ăn là mình phải chấp nhận. Có nghĩa là ngày hôm nay có thể là tôi cầm cái số tiền là cả hàng trăm tỷ đó, nhưng mà mai có thể là tôi mất hết cũng có thể, là câu chuyện là bình thường cả nhà nha. Mình phải chấp nhận cái thực tế và chúng ta phải bước tiếp. Khi chúng ta còn sống là còn cơ hội, chúng ta còn sống là hạnh phúc lắm rồi đó. Kể cả cây cối cũng vậy, Phương chia sẻ cho cả nhà, hay là cả nhà đang chăm, khi nó chết hay là nó như thế nào, chúng ta cũng tập chấp nhận. Nãy như Phương cũng vậy thôi, chứ bây giờ mình có muốn nó sống lại cũng không được, vì bây giờ bước vào mùa mưa mà. Cho nên là ngày mai là sẽ là cắt nước nguyên ngày, tối mai sẽ phun kinh kinh buôn, là ngày mốt cũng tiếp tục cắt nước thêm một ngày nữa. Đấy, nếu vườn có dấu hiệu thu nhuận thì cắt nước luôn, 2 ngày luôn. Đấy, rồi sau đó sẽ mình sẽ ấy lại. Cái gì keo thế em nhỉ? Cái gì keo thế công nhỉ? Wow. Thì em bây giờ là cả nhà thấy không, là em công với lại hai nhân viên của mình là đang tổng vệ sinh vườn. Tổng vệ sinh vườn xong là ngày mai sẽ xuống lấy Bencona để khử khuẩn quanh vườn cả nhà nha. Đấy, liên tục là như thế. Cho nên là bây giờ thì anh em vào rồi anh em ghé, nói chung là đi ngang qua vườn thì anh em ghé. Sắp tới đây thì anh em ở ngoài Hà Bình cũng sẽ làm triển lãm những cái giò hoa lan rất là đẹp. Cho nên là cả nhà cứ chuẩn bị tinh thần, sắp tới thì có nhiều cái cuộc thi lắm để tạo ra cái đẹp trực tiếp trên cái cây lan cả nhà nha. Cái vấn đề thì tất cả anh em ngồi lại với nhau thì ai cũng nói chỉ có một điều thôi, vì sao con giống bên ngoài nhiều như vậy, đúng không cả nhà? Nào là Bảo Duy này, Ngọc Sơn Cước này, rồi Bạch Tuyết này, Hồng Minh Châu này, ở đâu mà ở ngoài nhiều như vậy để bán ạ? Ok, Phú Thọ HO nhiều thì được, nhưng mà cũng không đánh nổi mà nhiều để cho cả suốt mà lô này qua lô nọ không hết được ạ. Khá là nguy hiểm cả nhà nha. Cho nên là cả nhà phải thân trị, phải bằng cách nào hiệu quả em. Lưỡi lam thần trưởng anh Trần Văn Dũng nhé. Cứ thúi là chúng ta lấy lưỡi lam cắt bỏ loại ngay. Và chúng ta lúc nào cũng phải có một cái chai cồn. Chai cồn, cái thứ nhất là khi cả nhà chạm một cái cây nào thúi trong vườn thì cả nhà nhớ là phải xịt cồn. Thì cồn khử khuẩn cái tay mình và xịt luôn vào cái vết thương cũng như là cái cây mà nó đang có cái dấu hiệu thúi, cả nhà cứ phun thẳng vào cho Phương nha. Nó trị cái vết thương đó. Sau đó thì cả nhà sẽ pha cho Phương một thì nhỏ trực tiếp Pro Mỹ, còn hai nữa thì cả nhà sử dụng bằng King King Bull, cả nhà pha đậm một tí, cả nhà quét vào chỗ đó. Anh chúc em luôn vui vẻ và thành công cùng đam mê. Dạ em cảm ơn anh trai Nguyễn Cần rất là nhiều. Anh em đi hội ngộ có thống nhất được kế sách gì hay không chú? Dạ tỉnh Lạng Sơn thì tất cả anh em chúng ta cũng anh em lớn cũng như là anh em nhỏ thì ai cũng đều có một cái chí hướng là chúng ta cùng nhau đoàn kết và cố gắng giữ cây cũng như là nói chung là vững tin vào cái thị trường này. Vì nói chung là cố gắng những cái vườn lớn thì hầu như họ phải làm sao đó ổn định cái cây, vì không có thể nào mà bán qua ra lúc này. Lúc này là hầu như là anh em đi chợ và những người kẹt tiền nào là họ kẹt tiền đóng ngân hàng rồi sợ, trong đó cũng có một số người sợ. Nhưng mà hầu như thì như cả nhà đã biết thì thị trường thì cây ở ngoài cũng không đến nổi mà nhiều như vậy đâu. Hầu như là cây sai họ trà trộn vào khá là nhiều. Cho nên là cả nhà mua cho mình những cái con giống thì cả nhà phải nhớ làm sao phải chọn cho mình, đừng có ham rẻ mà đi sai. Đi sai là một cái mà Phương nói cho cả nhà nghe thì rất là nhiều anh em và bạn bè của Phương thì bây giờ giống như kiểu như là làm lại từ đầu và bán nhà bán cửa. Nói chung là có những người thành công cũng vì lan, nhưng mà có rất là nhiều người cũng thất bại vì lan, vì họ chọn đi sai con đường cả nhà nha. Đấy, cho nên là cả nhà chọn mua lan đột biến hay là cả nhà chọn lan đột quỵ hay đột tử, đó là quyết định của cả nhà. Với cái thị trường hiện tại như thế này thì tất cả anh em cùng nhau đoàn kết giữ được một cái mức giá bình ổn là tốt nhất. Ví dụ như là các nhà vườn khác mà họ đi thu mua cả nhà với cái giá thấp thì cả nhà cứ đừng bán. Không bán, đơn giản vậy thôi.
cả nhà bán rồi cả nhà lại kêu than lan sụp này nọ nọ kia, cả nhà không bán. Đơn giản ví dụ họ mua rẻ chúng ta không bán, chúng ta giữ đó. Rồi có nhiều bạn sẽ hỏi như thế này nè, rồi không bán lấy tiền đâu đóng ngân hàng, bộ không bán rồi lấy tiền đâu ăn, bộ tất cả cuộc sống của chúng ta chỉ tập trung vào chỉ mỗi cây lan thôi sao? Không có lan là chúng ta chết hay sao? Hay là không có lan thì chúng ta không có tiền đóng lãi ngân hàng, rồi không có tiền ăn, hay là không có tiền làm này làm nọ. Ví dụ như các bạn đã và đang đầu tư, ví dụ như là các bạn đang đầu tư mà 100 triệu, 200 triệu. Giờ các bạn nói giờ cạc tiền quá, bây giờ phải cần, các bạn cần thì cần nhiều chứ. Bây giờ 1, 200 triệu đó, bây giờ các bạn chia sẻ lại thì vẫn rơi vào khoảng cỡ 1 triệu, 2 triệu không? 2, 3 triệu, nếu như 2, 3 triệu thì bây giờ các bạn làm được cái gì? Cao lắm, ví dụ như bản thân Phương thì ví dụ như trưa tiếp anh em ăn cử trưa là xong rồi, là hết rồi. Không lý nào Phương đi bán hết số cây mấy trăm triệu của Phương để chỉ tiếp anh em một lần là thôi à. Cả nhà suy nghĩ như vậy thì cả nhà tự giết lấy mình rồi, đúng không ạ? Nếu như chúng ta suy nghĩ như vậy thì tất cả những cái công việc khác, không có công việc nào chúng ta là thành công cả. Với Phương thì nó rất là rõ ràng. Bây giờ mình cứ thế mà mình làm, mình cứ thế nhân giống, mình khai thác. Còn các bạn mà gửi cây vườn Phương mà các bạn có vườn thì mạnh dạn đem về. Còn các bạn mà không có vườn thì chúng ta có thể là làm rất là nhiều cái cành như ngày xưa mà Phương có như ngày hôm nay. Không phải là ông Phương vườn lớn hay là ông Phương idol, ông Phương ý đồ không. Ngày xưa bạn của mình, cả nhà biết không, bạn của mình mua một cây bảo duy hay là bạn của mình nó mua một cây bảo tuyết, mình lại chọn mua HO. Số tiền còn lại mình lại đầu tư vào, mình làm một cái vườn. Lúc đầu thì cả nhà biết không, mình qua nhà hàng xóm ấy, mình xin tôn sáng về rồi mình không có biết lợp luôn đâu. Mình với ba vợ của mình lấy kẽm cột rồi nó giọt rồi cả nhà biết sao nữa không? Lấy mà xin mấy cái bao mà bao tời, cái bao bóng ấy. Nó màu trắng ấy thì kéo ra lợp nước đậm quá là lấy cây chột lên. Nó rất là nhiều cả nhà nha. Mình phải trải qua từng cái giai đoạn như vậy chứ chúng ta không, đừng có nói rằng là tôi không có tiền tôi làm không. Bây giờ cả nhà cầm một chậu Phú Thọ, chậu HO về cả nhà, lúc đó giá nó còn cao hơn bây giờ mà Phương còn dám treo. Tại vì sao ạ? Treo như vậy cả nhà không có ai lấy đâu. Người ta thường thường là chỗ mà đơn giản nhất là chỗ an toàn nhất. Cả nhà cứ treo bình thường thôi, không mắc đâu sợ. Đấy. Và tập cũng cảm nhận cây thúi, cây hư rồi cả nhà làm khi vậy cả nhà cứ buổi sáng ra cả nhà nhìn. Ví dụ cây nó thúi, cả nhà cảm giác nó đau, nó buồn. Nó tạo cho cả nhà một cái nghị lực mới, là có nghĩa là làm sao làm? Mượn được tiền hoặc là ta phải đi làm tuần này hoặc là tháng này này ta dành dụm ta kiếm ra được 2-3 triệu ta mua vài tấm tôn sáng để ta lợp. Mình phải đặt ra cái mục tiêu. Còn ví dụ như cả nhà, đó là ví dụ tại sao mà có những cái khoản là chúng ta là mua trả góp. Mua trả góp có nghĩa là chúng ta mua một cái sản phẩm đó và bây giờ chúng ta đang thiếu nợ họ và chúng ta phải làm sao đủ tiền để trả. Nó cứ đặt ra cho chúng ta mục tiêu. Ví dụ ngày mai chúng ta ngủ dậy ôi sao mệt quá, nhưng mà chúng ta phải nghĩ lại là chúng ta phải đi làm để kiếm tiền trả cái này, vì tháng rồi chúng ta mua, bây giờ sắp tới đóng tiền, đúng không ạ? Thì chúng ta cứ như vậy, chúng ta cố gắng. Cũng như là những người họ đi làm vào trong Sài Gòn hay là đi làm xa quê hương, xa hương cầu thực ấy, họ nói là tôi làm quanh năm xuống tháng không bao giờ mà đủ tiền để mua một căn nhà hay là mua một miếng đất không. Chúng ta phải đặt ra mục tiêu, bây giờ chúng ta mượn anh em bạn bè gì đó cho mua một miếng đất nhỏ trước, ok, rồi các bạn cứ để đấy. Bây giờ chúng ta đừng có suy nghĩ, bây giờ ví dụ như chúng ta có tiền thì ra mặt tiền, không có tiền thì ta vào trong hẻm. Rồi bây giờ chúng ta làm là phải trả cho cô này, trả cho dì này, trả cho chú này, chúng ta bị phấn đấu. Còn không nữa là cả nhà kết thúc, ô sao kệ nè, mai ăn nhậu không. Nếu như bây giờ tiền này ăn nhậu này, tiền này chúng ta muốn mua một cái bộ đồ hay là cái gì đẹp không, chúng ta suy nghĩ lại, ừ thôi, chúng ta để dành tiền để trả cho ông A, trả cho ông B. Cứ như thế tự nhiên chúng ta sẽ có một miếng đắng. Từ miếng nhỏ thì chúng ta mới có miếng lớn, bản thân Phương cũng vậy. Rồi Phương mới làm vườn rồi ra vườn này. Để có được một cái vườn như ngày hôm nay Phương phải làm 4 lần. Ok, Phương chào Kiều Dương. Đó là Phương nói sự thật. Phương nói để cho cả nhà nhìn vào cái động lực của Phương, nhìn vào Phương làm. Phương lúc mà Phương vào là nó là gọi là cái lúc mà cây sốt đầu tiên là năm 2018, với coi như là đầu năm xong cuối năm nó xuống rất là lớn. Tại sao đầu năm là Phương lại vào mà Phương vào rất là nghị lực kia. Phương vào lúc đó là rất là nhiều người, người ta gọi là họ kiểu như là họ nói là giống như kiểu là nó bị giống kiểu như là đa cấp đồ này nọ nọ kia. Ai cũng nói, Phương nói thật với cả nhà là không dám up lên luôn. Mình đi mua toàn giấu không, không cho vợ biết. Nhưng mà vợ vẫn biết mình mua lan. Nhưng mà mình nói là ông này cho, ông kia tặng, bà kia cho. Chỉ có tới cuối năm vợ mới biết được là bao nhiêu tiền mình đã dồn hết mình vào lan. Đơn giản vậy đó cả nhà nha. Giống như hồi sáng mà có một ông anh mà đến đây mà chụp hình mà giấu ấy. Hồi xưa Phương cũng y như vậy đấy.
rồi nhiều khi đem về rồi nó thúi, Phương nói với cả nhà là chạy tới người này hỏi, chạy tới người kia hỏi. Nhưng mà bây giờ cả nhà thì rất là dễ rồi, bây giờ trên cộng đồng mạng và rất là nhiều anh em uy tín, trong đó họ sẽ chỉ cho cả nhà rất là nhiều cách chăm. Cách chăm nó có rất là nhiều cách chăm, nhưng mà chúng ta phải phụ thuộc vào cái vườn của mình nó như thế nào, đúng không cả nhà? Nơi đó khí hậu nó như thế nào, ví dụ cái vườn của bạn nó bị tù túng quá, hoặc là nó trên cao gió thoáng, đặc biệt trên cao gió thoáng cực kỳ tốt, đúng không? Thì các bạn cứ mạnh dạn các bạn làm. Cả nhà cho Phương một lần chia sẻ trên trang cá nhân cũng như là hội nhóm cả nhà nhé. Hồi nãy giờ nói chuyện mà mới có 50 mấy người không có lên được, không có lên được view, không có lên được, lên 100 người đi, Phương đi dạo một vòng vừa cho cả nhà ngắm cây, vừa nói chuyện về ban đêm một tí xíu, rồi Phương đi về. Tại vì cả ngày hôm nay đi đi cứ lòng nhông suốt, cho nên cả nhà phải tự tin, phải đem cây về. Và thậm chí một cái điều rất là rất chi là ở đây là như thế nào ạ? Tiền chúng ta bỏ ra khá là nhiều, nhưng mà tại sao chúng ta không biết trân quý cái đồng tiền mình? Trân quý ở đây là trân quý với những người đã và đang đầu tư lúc mà đu đỉnh ấy. Các bạn đọc bỏ ra đầu tư rất là nhiều thì các bạn bây giờ phải chúng ta đem về, chúng ta khai thác ra. Chứ còn bây giờ các bạn mà gửi vườn Phương hay là gửi tất cả những vườn ai khác cũng vậy, họ khai thác là họ khai thác theo, khai thác giúp cho bạn, nhưng mà khai thác từ từ. Bạn trong khi cái cây lan bây giờ, nếu như cây của các bạn đã đứng ngồng, các bạn có thể khai thác số cấp, đúng không ạ? Thì các bạn phải tranh thủ làm sao bây giờ cây lan nó rẻ thì chúng ta phải khai thác thật nhiều, nhiều ra để chúng ta bán ít, thì chúng ta gom. Thay vì hồi đó chúng ta bán một chậu thì chúng ta có thể là thu vốn kiếm lời, thì bây giờ chúng ta bán 10 chậu không được là 100 chậu, 100 chậu không được là 1000 chậu. Tại sao trong khi Phương vẫn đi, Phương vẫn tin vào cái con đường này, Phương lấy cả dàn âm thanh ánh sáng của mình, cái mà gọi là cái công việc mà Phương yêu thích nhất, nhưng mà Phương vẫn cảm giác được rằng là nếu như mình đi một xô bây giờ tính trung bình ra, ví dụ như là 3-4 triệu, 4-5 triệu, hay là xô lớn là 10 triệu, 20 triệu, nhưng mà mình truy tắc tần tật lương nhân viên các kiểu lên tinh, còn lại thì mình còn 1-2 triệu. Mà so với 1-2 triệu mà như thế thì khiêng loa đài đau lưng đi sớm về khuya rất là cực. Nhiều khi là có một thú vị nữa là đi ra làm nghề sự kiện thì tiếp xúc rất là nhiều gái, thậm chí gái đẹp, đúng không ạ? Thế thì bây giờ đi như vậy thì vợ con ở nhà nó cũng rất là lo. Thế nên là mình cảm giác được là thôi bây giờ mình tạm gác bớt cái công việc mà mình yêu thích, đúng không ạ? Nãy mình vẫn để lại một máy, lâu lâu thích thì ra chà, đúng không? Nhưng mà còn lại thì Phương tạm gác cái công việc đó lại. Yêu thích nó khác với làm kiếm tiền nó khác, vì mình đã đủ tuổi rồi, lớn rồi. Ví dụ như còn nhỏ các bạn có thể là tôi ok may á, rồi quýnh lộn bùm bùm, nhưng mà bây giờ tôi có thể tôi nói các bạn chửi lại tôi, hoặc là các bạn muốn đòi đánh tôi có thể xin lỗi các bạn liền mà ngay. Vì sao ạ? Vì bây giờ ở nhà có vợ có con các thứ, lớn tuổi rồi, không còn là giống như là trẻ trâu nữa, đúng không ạ? Thế nên là trong cái công việc cũng vậy, bản thân của Phương cũng vậy. Hiện tại là Phương phải tạm gác lại chuyện đó, mà Phương đổi lấy 18 mét hô. So với các bạn phỉ cười giờ ai chơi, không phải. Từ cái cây nào như thế nào ạ? Những cái cây hàng lai, đúng không ạ? Những cây cái mô này, hàng người ta nhập hàng Đài, hàng Thái về mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, quanh năm suốt tháng họ vẫn bán được. Họ vẫn bán ao ao đấy. Họ bán thậm chí Phương thấy còn cao hơn cái cây Phú Thọ bây giờ. Trong cây cây Phú Thọ là một con cây hàng rừng rất là đẹp. Nhiều khi bây giờ Phương nói thật với cả nhà, rất là nguy hiểm. Bây giờ nhiều khi họ băm cây tùm lum tà la, họ đem họ bán, họ trà trộn và họ bán. Chứ không phải là tự nhiên mà thị trường nó xuống như thế này. Xuống là do một, những người đi chợ. Hai là những người họ bán mà coi như là họ tuồn hàng sai vào quá nhiều. Cái thị trường nó phụ thuộc vào người đi chợ khá là nhiều. Khi thị trường lên cũng là nhờ anh em đi chợ, nhưng mà thị trường xuống cũng là do anh em đi chợ, chứ không phải là đùa đâu cả nhà nha. Cho nên tất cả anh em chúng ta cùng nhau đoàn kết lại. Phương có một cái mà mấy hôm nay cả nhà luôn hỏi là ví dụ như là bây giờ ra khơi, ra nguồn khơi coi như là lạnh lắm, ra nguồn khơi coi như là chỉ có chết chìm. Rất là nhiều bạn nói nhiều câu rất là hay, nhưng mà Phương nói thật với các bạn nè, không có công việc nào nó an toàn đâu. Ra khơi rồi chúng ta ra luôn qua bên đảo bên kia, dễ chưa ạ? Đó là một sự sàng lọc. Những người sợ họ sẽ ở lại trên bờ này, và những người đó là những người phá, những người tiêu cực. Chúng ta mạnh mẽ đã ra rồi, chúng ta không có nhảy xuống và quay vào bờ là chúng ta tự chết. Chúng ta bơi luôn qua bên bờ bên kia đầu tư tiếp, đã leo lên lưng cột rồi là phải cởi luôn. Ok, em chào anh trai Bảo Tuệ Gia, chúng ta qua luôn bên kia để chúng ta đoàn kết lại, chúng ta quay về được không cả nhà? Đấy,
Chứ cả nhà đừng có sợ, sợ đồng nghĩa khi cả nhà đang ở ngoài khơi, cả nhà sợ, cả nhà nhảy xuống, nhảy xuống là cả nhà tự chết. Rồi có nhiều bạn bây giờ, ơ Phương ơi, mình bây giờ mình kẹt lắm rồi, bây giờ mình không có tiền ngân hàng. Không có tiền ngân hàng, trong khi bạn mua bây giờ trăm mấy, bây giờ bạn bỏ ra, bạn bán 1-2 triệu, rồi bạn bán đóng ngân hàng, ok nha, ok chốt. Vậy tháng sau bạn lấy cái gì bạn đóng ngân hàng? Mà bạn lại đã mất luôn 100 mấy chục triệu kia. Rồi bạn làm cái gì để bạn có 100 mấy chục triệu kia bạn trả cho ngân hàng sau này? Thế nên Phương khuyên các bạn này, các bạn đầu tư vào cái lúc đó cao rồi thì các bạn cố gắng giữ lại để nhân giống ra. Nhân giống ra các bạn mạnh dạn lên, xách cây về, treo ban công cũng được, treo ban công cũng được. Thậm chí là chúng ta làm vài cái cây xào chúng ta treo, rồi chúng ta lấy bạc gì đó, chúng ta phải cảm nhận, cảm nhận để chúng ta chăm cây nó xấu, nó hư, nó bị này bị nọ. À, ví dụ như lỡ cây nó thối kìa, à hồi nào giờ là mình chửi cái ông nhà vườn kia là mình sai, vì chăm cây nó không hề dễ đơn giản như thế này, đúng không ạ? Chúng ta mới nhận ra được. Còn không là bây giờ chúng ta cứ ngồi chúng ta nhìn người này làm, úi cái vườn hôm nay chăm đẹp. Phương có một cái người mà gọi là Phương rất là nể họ, có nghĩa là ở dưới miền Tây, trời ơi chăm cây đẹp lắm kìa, Phương nhìn Phương thèm luôn. Mà hôm bữa là Phương đi dự khai trương của một người anh, là người anh này mua của người đó rất là nhiều, đem về đâu chắc Phương nghĩ là khoảng 50 chậu. Trời ơi, Phương vô Phương nhìn cái cây mà Phương nói là nó xót xa, nó xót mà đến nỗi mà Phương kêu nếu là em bỏ luôn chứ em không thèm lấy về, tại vì nó quá xót xa. Là cả nhà hiểu nó như thế nào, nhưng mà trong khi là mình thấy họ rất là đẹp. Thực ra thì đúng ra thì trong vườn nó phải có cây đẹp, cây xấu, cây đẹp, cây xấu. Cho nên là Phương nói thế, cho nên là cả nhà gửi cây tại vườn Phương hay là vườn nhiều anh em khác. Ví dụ cây đẹp, người đẹp họ khen ít khi nào họ nói lắm. Thường thường cái người mà xấu họ chê á, là họ lại hay nói. Vì sao ạ? Họ luôn đòi hỏi ở đây cái sự công bằng. Họ luôn có bất công. Bất công ở đây là như thế nào? Họ luôn có một cái đòi hỏi riết. Họ quên rằng cái người kia họ giúp mình. Họ quên rằng cái người kia giúp mình. Mình trả trả ơn được cái gì chứ mình toàn là up lên là trách móc này nọ nọ kia, hoặc là tôi đưa tiền cho ông kiểu như ngồi như thế này là uống ly cà phê hút điếu thuốc. Ông phải có trách nhiệm là chăm cây cho tôi, cây phải đẹp, phải khai thác cho tôi nhiều ký để tôi kiếm tiền. Cái kiểu đại loại nó như vậy, sáng ra uống ly cà phê ngồi nhịp giò. Đấy, tối về có thể là nhậu, ta giao cho mày mày. Không, sai rồi cả nhà, sai rồi. Sai đấy cả nhà nha. Cả nhà đưa tiền cho người khác, làm kinh tế cho cả nhà là cả nhà phải biết trân trọng. Vì sao ạ? Vì tiền của mình đang gửi ở một nhà vườn nào đó. Cả nhà đang gửi một nhà vườn nào đó thì cả nhà phải biết trân trọng cùng với họ. Có nghĩa là bạn bỏ một, chứ thực ra họ nhà vườn họ bỏ tới 10, bỏ tới 1.000 lận. Bạn chỉ bỏ vốn đầu tư thôi. Những nhà vườn cả tầm vườn, cả như vườn Phương phải bỏ 1 tỷ mới làm được. Còn nhiều anh em vườn khác họ bỏ vài tỷ. Thế nên là cái nào là nhân công, rồi rất là nhiều cái tiền điện, tiền nước, giá thể, phân thuốc, rất là nhiều. Cho nên là chúng ta đừng bao giờ ngồi trách móc những nhà vườn, mà chúng ta phải cố gắng cùng với họ, cùng với họ đoàn kết lại, cùng nhau dìu dắt mà đi. Ví dụ như các bạn có thể là mất một, tôi đầu tư ạ, lúc đó tôi vào lan mất 200 triệu, 300 triệu, nhưng mà cả nhà quên rằng ấy, những nhà vườn cỡ như vườn Phương họ mất bao nhiêu ạ? Vài chục tỷ, đúng không ạ? Thì bây giờ cái bản thân họ lo còn không xong chứ đừng nói tới kêu là lo cho các bạn. Nhưng mà không, nhưng mà ở đây á là Phương nói cho cả nhà nghe nè, đầu tư bất cứ công việc nào nó cũng có rủi ro cả, nhưng mà cái cây chúng ta còn đây thì coi như là tiền tôi vẫn còn đây mà, tôi đâu có mắc cái gì đâu. Phương chưa bao giờ cảm nhận được rằng là mình đã mắc đi số tiền đó. Vì sao ạ? Cây nó vẫn còn đây, trừ trường hợp mình bán bứt gốc đi, bán hết đi, khi đó bạn mới gọi là tôi thất bại, khi đó bạn mới cho rằng là bạn mới là người thất bại. Dạ ok anh cho sự nghiêm văn, nhưng mà cây của bạn còn đây mà, dù cây bạn thúi hết còn một cái mắt ngủ thôi. Ok, lúc đó bạn mua 100 triệu không? Đúng, mắt ngủ này 100 triệu. Dù nó là HO hay là Phú Thọ gì cũng vậy, chúng ta chăm nó là còn nước là con tàn, còn gỡ được mà. Bao giờ nó mắc luôn thì chúng ta mới thất bại. Mà nó vẫn còn đó thì chúng ta cứ nhân giống ra, chúng ta cứ làm ra. Chứ cái sao mà chưa gì các bạn cứ nhảy chổm lên là ừ thất bại rồi, tôi đầu tư vào là... Trong lúc đại dịch Covid như thế này, các bạn đầu tư công việc nào mà các bạn thành công đâu? Rất là nhiều công việc khác họ đang rất là họ phá sản ngoài kia. Ví dụ như hôm bữa trước Phương cũng thấy có một bạn comment trên bài của Phương rằng là như thế nào nhỉ? Anh Phương bây giờ là đầu tư như là đầu tư chứng khoán vào một cái
cái gì đó, cái tập đoàn gì đó. Thế thì có nghĩa là bạn đó làm trong một tập đoàn nào đó, họ xử mình. Ủa chứng khoán cũng mới vừa bắt kìa, hay là bất động sản, bạn đầu tư bất động sản không? Không, bất động sản cũng mới bị bắt kìa. Cái nào cũng có rủi ro cả, đúng không ạ? Chúng ta đừng có chỉ, ví dụ như bạn làm công việc đó thì bạn chỉ tôi làm việc đó, vì tôi làm lan thì tôi chỉ bạn làm lan, nó đơn giản vậy thôi. Ai cũng có công việc riêng mà. Nói chung là chúng ta không có ai nước sông không đụng nước giếng, nói chung là ai cũng có. Nói chung là chúng ta phải hỗ trợ nhau qua lại, còn không hỗ trợ qua lại thì chúng ta cũng đừng có chà đạp với nhau. À, như là Quỳnh Đê ơi, Quỳnh Đê à, cuộc sống có tốt không, có khỏe không, hỏi thăm nhau vài câu, đừng chà đạp với nhau, để từ đây về sau nhìn thấy nhau huynh đệ tương tàn. Tất cả ngành nghề nào cũng vậy, phải tương tác qua lại. Chúng ta đừng bao giờ chà đạp với nhau, vì xã hội mà ai biết được sau này chúng ta lại gặp nhau, đúng không cả nhà? Cho nên là cả nhà lên like vậy, lên like Phương cũng vậy. Chúng ta không cần biết bạn làm nghề gì, bạn có chơi lan hay không, không đam mê lan hay không. Ví dụ như bạn thích cách nói chuyện của tôi, hay là bạn thích cái tính của tôi, hay là như thế nào đó, chúng ta có thể là ngồi xem like nói chuyện với nhau, nó bình thường cả nhà nhé. Cả nhà chia sẻ mạnh tay giúp Phương nào, lên trăm người xem với chúng ta đi dạo quanh nào. À, Phương thấy là sau cái bữa mà bữa like ở Vũng Tàu là Phương thấy nó bị tụt hẳn luôn á cả nhà nha. Nó làm sao ấy nhỉ? Nó bị báo cáo hay sao ấy, Phương không biết được. Mà Phương thấy nó bị ấy rất là nhiều. Để Phương xem nào, được 65 lượt chia sẻ mà, chắc có lẽ là sớm quá đúng không cả nhà. Trương Nguyễn Trương, anh chào anh trai. Dạ em chào anh trai Đức, chào chủ tịch Phương, chào, cảm ơn bạn Tiến Dũng nhé. Ra khơi gặp bão gió là xong luôn anh. Không, gặp bình thường. Dạ em chào anh trai Nguyễn Úy, chăm cưng khó quá nó thối. Kỳ ho em mua hôm trước của anh, giờ lên hai mầm gốc rồi anh. Ok Phương cảm ơn trà Thanh Phước nhé. Các bạn cứ chăm đi, cái mùa này nói vậy nè, nó sẽ lên đẹp thôi nha. Cái mùa này là mùa cây phát triển mà. Ok em chào anh trai Nguyễn Bá Kiểm này, chào của anh khá là đẹp rồi anh trai Nguyễn Bá Kiểm nha. Làm vườn tới đâu rồi, như thế nào rồi, lên sách cây về ái ra này anh. Cây đẹp rồi, cây đẹp lắm rồi nha. Anh đợi em một tí xíu, em lướt qua cái comment cái em lại cho anh xem cây của anh nha. Nguyễn Tân Hoàng hát hay của anh hát, anh chế đấy, anh hát nhạc chế đấy. Anh Nguyễn Tân Hoàng, Phương cảm ơn nha. Hello bạn Phương cả nhà. Ok Phương chào Châu Huy Bảo nha. Thấy chưa, thấy chưa, Châu Huy Bảo hôm bữa mua mấy cái mắt ngủ quá, công có chụp hình chưa, thủi hai mắt là thấy chưa. Cũng dễ ăn quá, dễ ăn quá, người ta ăn hết rồi nha. Nghe anh nói lắm rồi. Phương cảm ơn bạn rất là nhiều. Thôi để cho em công này, em công xử lý việc này. Phương mà Phương ngồi Phương đọc comment nó lao lắm, nó bị loạn mắt. Phương like cho cả nhà tí thôi, để cả nhà ngắm cây đây. Chúng ta đi dạo vườn một tí cả nhà nha. Em công cả nhà thấy không đây? Khi mà bắt đầu cây mà vào thối một cái là cả nhà biết rằng là tất cả là phải vệ sinh sạch sẽ liền. Ngày hôm nay là nhân viên là phải vệ sinh gọn gàng sạch sẽ hết. Bạn đang làm chưa xong mới tới khoảng đó thôi cả nhà nha. Đó, thay nước hết tất cả giới thể. Ngày mai mua hả? Mua cả nhà thấy không? Giá thể rất là sạch. Ai? Nói ai? Hồi nãy anh mới mua. Này, cả nhà thấy không? Nhìn thì đẹp vậy nhưng mà nó có thể nó thúi, nó hư bất cứ lúc nào. Chúng ta phải tranh thủ, chúng ta phải cố gắng làm. Đó, cây của em Nhung hôm nay đẹp rồi. Đấy, chúng ta vẫn cố gắng làm sao. Đó, cả nhà thấy không? Cây thì nó phát triển mỗi ngày. Phải phân thuốc. Hôm nay phải cắt nước, ngày mai bắt đầu mới xịt kim cương môn. Đó, nhưng ví dụ như cả nhà là xách mấy cái này là cả nhà xách về, cả nhà lặt xuống hết và cả nhà tiếp tục làm. Nhưng mà ví dụ với Phương là Phương vẫn giữ đây ha. Phương vẫn để đây nè. Cả nhà thấy không ạ? Cây của anh gì ta? Anh gì Kiệm hả? Nè em lấy nè cả nhà thấy không? Nè, nó hư ướt ẩm này. Thực ra cái này là nó có cái dấu hiệu cả nhà nha. Cái này chúng ta phun đó, chứ còn đó. Đưa đây, chứ còn đó.
cầm hai cho con chai này mà anh biết cái chai nào vô chai nào, có nghĩa là cái chỗ này nó có một cái gì đó nó hư ướt, chúng ta cảm giác không ổn là chúng ta rửa vết thương đi, rồi xong ok chúng ta phun cồn đó cả nhà nha. Này vừa rửa tay mà rửa cây ha, ok anh nha. Đây cây em làm cho anh này đó, cực kỳ đẹp chưa đó, rễ mình làm cây thì nó rễ ra ha. Đây này đó, như ở dưới anh là ví dụ như là cây của cả nhà thì cả nhà đã cắt cây hết rồi nè, đúng không ạ? Cắt đây chứ để làm gì, Phương vẫn để đây không, Phương vẫn để một lùm đây, vẫn để cho anh, để anh sắp về anh khai thác. Hồng Gia Lai lâu lắm rồi sắp tàn. Nhớ nha cả nhà, nhớ là cả nhà phải xách đấy, cả nhà thấy không ạ? Như thế này là cả nhà phải tách xuống, cả nhà trồng hết được rồi nó khỏe, nhưng mà Phương vẫn để cả nhà thấy không. Chúng ta phải tranh thủ xách cây về, chúng ta làm, chúng ta khai thác ra. Đặc biệt là những các bạn mà coi như là đã gửi cây lâu đó các bạn thấy không, như vậy cái chúng ta cắt xuống, chúng ta còn khai thác cái khác. Còn gửi đây thì tất nhiên là Phương sẽ làm từ từ thôi, tại bản thân cây của Phương vẫn vậy mà. Đây cả nhà thấy không, rễ dài như thế này mà Phương vẫn chưa làm này. Vì thời gian ở đâu, Phương rất là nhiều công việc, tất cả vườn khác cũng vậy chứ không riêng gì Phương đâu. Này anh thấy không, cây rất là nhiều, nhưng mà ví dụ như cả nhà là cả nhà đã phải là xách xuống rồi, cả nhà làm rồi. Ở đây như cả nhà thấy không, hai cái cây cực kỳ đẹp, nhưng mà Phương chỉ hạ xuống, có nghĩa là cho nó nằm xuống đây, khi nào mà coi như là rễ này nó bám xuống cái giá thể này là coi như Phương cắt luôn, còn không là Phương để nằm luôn, là Phương để cho nó thành một cái chậu luôn, chậu nấy luôn, chứ Phương không có tách ra cả nhà thấy không ạ. Đó cho nên là cả nhà, bản thân cả nhà phải biết đây, đây cây cả nhà làm, cây này gần 30 cm mà Phương vẫn còn để đây. Đấy, rễ đây. Cả nhà phải biết là cả nhà phải xách về đây nè. Cây đẹp không? Xách về chúng ta tranh thủ, chúng ta khai thác, chúng ta làm. Đây, cái cây này là Phương phải để ra. Dạ không thối anh, dạ không thối, dạ không thối. Cái đó nó chỉ là một cái lớp vỏ bọc, em cảm thấy nó hơi ẩm ẩm, nó cảm giác có nghĩa là cảm giác nó có dấu hiệu đó, thì em sẽ sử dụng cồn để em xử lý cái đó cho anh không thối nha. Đây như cả nhà nhìn thấy xem ạ. Đó như thế này thì cả nhà cắt cái cây này xuống được rồi và cả nhà làm nè, nhưng mà Phương vẫn để thôi, để thì nó lại chậm của cả nhà. Nếu như cả nhà mà đem xuống, mà cả nhà đem về thì cả nhà đã khai thác, đã cắt rồi và làm. Như ở đây có cái cây này rất là đẹp, nhưng mà Phương vẫn để cho nó găm xuống cái chậu đây luôn, chọn đi đây luôn đó cả nhà thấy không ạ. Mình không có làm, không phải là không làm, mà ngay bản thân cây của Phương cũng vậy, chứ không phải là kêu cây của cả nhà Phương không làm nha, cây của Phương cũng vậy. Này cả nhà nhìn ở này là ở dưới nha, cả nhà cho Phương một lần chia sẻ trên trang cá nhân cũng như là hội nhóm cả nhà nha. Đây các em công mới làm đến tới đây thôi đó, phải tất cả phải vệ sinh sạch sẽ đó, phải gọn gàng sạch sẽ cái đã. Cái lô này là lô cây mới xuống cả nhà nha, này vẫn luôn khai thác. Còn lô này của anh Phan Ái thôi, vài hôm anh Phan Ái làm xong thì Phương sẽ gửi về cho anh Phan Ái sau. Còn tất cả anh em đã lấy hết đó, lô của anh Phan Ái nha anh Phan Ái, còn anh em là lấy hết rồi. Cái này là của bạn bạn trộn nè, gửi tới mà bên ngân hàng bên chỗ đó nó không có người phát, bưu điện không có người phát, nó là trả về lại, chờ hai hôm nữa là gửi lại cho bạn trộn đường xe. Cái khay này may là đó, ở dưới em vệ sinh rồi mà ở trên em chưa vệ sinh là em đổ xuống là thành dơ, hồi nãy anh chỉ em cái khay đó đó. Nhưng mà thôi mai em kéo ra ngồi kia đi em làm, bật cái đèn trên đầu này lên không đó. Ở đây là coi như là cỏ là cả nhà thấy không, đã coi như là làm sạch sẽ rồi, còn lại các khay nước mới làm ở được tuyến giữa này thôi, mới làm được cái tuyến giữa này thôi. Phải cả nhà cho Phương một lần chia sẻ trên trang cá nhân cũng như là hội nhóm cả nhà nhé, chia sẻ mạnh tay giúp Phương nào. Chỉ có 100 người, hôm qua hôm kia like ở dưới kia cái nó bị sao ấy, không lên được. Phương thấy cả nhà hay là nó bị bóp với cả nhà chia sẻ không có được, cả nhà chia sẻ nó bị ấy hết. Cây của bạn cả nhà thấy nó lớn nhanh không, cây của bạn gì đó, Trần Đường Sơn này đó, Trần Ngọc Sơn này, hôm bữa mới vừa nhú lên cái cả nhà thấy này đó, hôm nay ra 3 cái mầm gốc cực kỳ đẹp, lớn nhanh lắm, lớn nhanh lắm cả nhà, mấy cái mầm này lớn nhanh cực kỳ. Gạo phố chào này là hôm bữa đấu giá thiện nguyện của An gì, An Ngọc hả? An Ngọc, cây hồng này bắt đầu ra rễ rồi nha, có thể là chuẩn bị qua tách cái này với lại xách cái chậu hát ho này về luôn. Công võ anh? Công võ, anh công võ chứ, anh công võ.
này cái này là cây của bạn khách này, bạn nào thích này mình chia sẻ cho này, đã bật mầm gốc hết rồi, rất là đẹp, sách về tập chăm 300k nha, 300k, hai mầm lỡ ba mầm lỡ rất là đẹp, đang bật mấy cái mầm gốc là sách về, cứ thế là mầm gốc lên xong rồi các bạn cứ chột ở trên này một hai phát là lượm vài cái kia thôi. Này ba muốn mầm dồn dồn lại cũng sen cũng cao à, cũng gần 10 sen chứ không phải đùa đâu cả nhà nha. Đó. Cái này chia sẻ cho cả nhà 300k nha, cái chậu này là cả nhà biết của ai không? Của bạn các bạn làm sao biết được, cái chậu này của khách mà. Phương chia sẻ giùm mấy. Đó, 300k. Hả? Sao không có mạng? Ủa trên này anh thấy mạng rất là mạnh mà. 300k nha cả nhà nha, 300k chúng ta chỉ mua chưa được thùng Tiger thôi. Nó có mấy cái mầm lỡ mà Phương đã xử lý nó lên mầm gốc hết rồi, rất là đẹp. Cả nhà xách về, cả nhà tưới nước là lụm lúa thôi. 300k cả nhà chốt thì chụp hình, chụp hình 300k rồi gửi vào fanpage cho Phương nha. Đây Phương nói cả nhà nha, HO cả nhà nha, HO. Đây nè, cây của Phương vẫn vậy cả nhà nha. Nè cây của Phương vẫn vậy nè, một lùm nè, rễ coi như lẫn bu nè. Ai chốt đó? Phan Hùng Nguyễn. Rồi Phan Hùng Nguyễn. Văn Hùng Nguyễn này, chốt cho Văn Hùng Nguyễn này. 300k. À 300k. Chù Văn Hùng Nguyễn là em nhớ cây mà cỡ hồi đó em chốt tròn triệu mấy em sao đẹp bạn cái này đúng không Văn Hùng Nguyễn? Nè cả nhà thấy không ạ? À? Cây cái này là chậu của vợ Phương luôn đây nha. Vợ Phương nha. Mà Phương còn phải để như thế này đây, cả lùm như thế này mà Phương còn không xuống đây cả nhà nha. Đây Phương còn không xuống đây. À, cây của Phương đó, kỳ đó. Chứ không phải là kêu sao mà cây của khách không còn cây của mình là mình lâm làm không có đâu cả nhà nha. Cây của em vẫn để đầy khi đây mà em còn chưa xuống đây vì nó rất là nhiều công việc mình có lo làm lai quay chứ còn cắt trồng nó chưa được. Vậy nè cả nhà, những cái lô cây thấy đẹp không? 1 2 3 4 5 rất là đẹp, cực kỳ đẹp, hai mầm gốc cực kỳ đẹp luôn đó. Chậu này nè, đó bao phê chưa. Chậu này nếu như bạn nào thích á, mình chia sẻ cho không biết gì luôn á cả nhà nha, chia sẻ chậu này ba con số 3 luôn, à 4 số 3 chứ, 4 số 3 là 3.333k, rất là đẹp này. Đầu bài like thì bán 300k, còn này bán nói chung là mình cáp luôn cả nhà nha, mình cáp đó cả nhà thấy không, mình làm ở trên này là mình làm 3 nhát thôi, thiển ra là 2, 4, 5 cái kỳ rất là đẹp. Còn bộ mầm gốc thì cả nhà khỏi cần phải bàn, các bạn lấy như thế này nè về các bạn chơi, thế là lấy kỳ các bạn cứ làm y như Phương này, làm từ từ xuống nha, đó làm như vậy đó. Thì mình chia sẻ cho cả nhà những cái chậu hầu như bắt buộc nó phải tiềm năng như thế đấy, để cho cả nhà làm. Này cả nhà nhìn xem này, hầu như cây vườn Phương thì Phương đã khai thác hết rồi, kỳ nè, ba kỳ nè bộ mầm gốc này đó, thấy chưa. Cả nhà mua cây cái thứ nhất là cả nhà biết sao à, nhiều khi á Phương nói thật với cả nhà mua cây, cả nhà nhìn vào cây, cả nhà ham rẻ chứ cả nhà không bao giờ chú ý bất cứ những cái điểm mà Phương cần phải nói là như thế nào ạ. 1. Có kỳ. 2. Cây đến lúc khai thác kỳ. 3. Bộ mầm gốc nó như thế nào. Họ bán theo kiểu tiềm năng, ví dụ như các bạn không cho như những cái chậu như thế này, hôm bữa bạn gì ta? Đây, đẹp không? Hôm nay cái dàn kỳ đẹp không? Ngay này. Của này là của ai? Hải Milo hả? Đó cho nên là ví dụ như cái chậu này nè, chậu này nếu như bạn nào thích chốt, Phương chia sẻ cho các bạn là rất là đơn giản, chậu này Phương chia sẻ cho các bạn là 668k, nó tới kỳ lên đẹp đó. Cả nhà nhìn cái mầm gốc này thấy nha, cả nhà nhìn thấy mầm gốc chưa, đó mầm gốc như vậy đó. Còn kỳ thì đó, nó rất là đẹp, mở lá hết rồi đó. Cả nhà cứ xách 668k, chốt 668k, chụp hình rồi gửi vào fanpage cho Phương những cái chậu như thế này. Thật sự mà nói thì cứ xách về mà chơi thôi chứ còn. Văn Hùng mua gửi đây 4 chậu rồi đó. Đúng rồi. Ở bên kia. Chậu đây bà. Ok, không sao, nó ở bên kia đó, Văn Hùng Nguyễn á. Văn Hùng Nguyễn. Ừ. Rồi, chậu này rất là đẹp. Chậu này là hôm bữa là chia sẻ cho bạn gì đó 400k mà bạn ấy chốt, nhưng mà bạn ấy đòi ship code cho nên là không có ship code được cả nhà nha. Bây giờ thì cũng mới vừa nhú kỳ cho nên là Phương vẫn tính 400k. Chứ bao giờ mà nó lên kỳ đẹp rồi mình biết tính cái giá lên. Hả? Sao em? À vậy hả? Là 400k cả nhà nha, cực kỳ đẹp nè. Kỳ Phương đã làm hết rồi, đã nhú kỳ thôi, nhú thôi chứ chưa lên hết. Nếu lên thì Phương sẽ chia sẻ cái giá khác. Còn
nó vẫn vậy, thì chỉ cái mầm gốc nó lớn lên tí thôi, nhưng mà vẫn giữ cái giá 400 cho cả nhà nè, 400k nha. Cả nhà là không có ship code được cả nhà nha, ship cả nhà phải chuyển khoản. À, hôm nay cả nhà chia sẻ ít quá, có 100 anh chị em đang xem mà. Cả nhà thấy cái bộ mầm gốc rất ra gì bà này nọ, 1 2 3 4 5 6, đó, cả nhà thấy cái bộ mầm gốc đã không? Này, bộ mầm gốc đúng phê chưa? Đó, và có hai thân thì cũng đang đi ngọn, thì coi như là khỏi cần phải bàn, đúng không cả nhà? Đó, chậu này cũng chia sẻ cho cả nhà, vẫn y cái con số như vậy, thôi. À, 4 con số 3 vẫn y như vậy thôi, 4 con số 3 à, 4 con số 3 nha cả nhà nha. À, cả nhà thích chốt thì chốt 4 con số 3 và chụp hình và gửi vào fanpage cho Phương, đơn giản vậy thôi. Này, những bộ mầm gốc mà đợt đầu Phương làm thì cả nhà nhìn thấy đẹp không? Mình đã làm, mình chắc chắn một điều là những cái gì đó nó sẽ đẹp nè. Đẹp thì mình mới chia sẻ cho cả nhà. Này, cả nhà nhìn xem này. Đó, đẹp không ạ? Đẹp không cả nhà? Đẹp không ạ? Cộng 300k của Văn Huấn Nguyễn, Phương đã nhận rồi. Cái gì vậy? Nãy giờ. HO cả nhà nha, HO nha cả nhà nha. Này, em Công thấy cái lá thúi không? À, lấy cái bình cồn xịt cái lá thúi nó đi. Đó, cả nhà nào thích cái chậu này Phương chia sẻ cho cả nhà nè, ba đầu nè. Ba đầu này cả nhà thấy đẹp không nè? Ba đầu ba hướng khác nhau và mỗi đầu nó đã đều lên, Phương chỉ tính nhẹ cho cả nhà là mỗi mầm là 6 cái mầm gốc thôi, ba đầu 6 cái mầm gốc thôi, không cần nhiều, đúng không ạ? Ở trên thì kỳ nè, 1 kỳ, 2 kỳ, 3 kỳ, 4 kỳ, 5 kỳ. À, đó, 5 cái kỳ thôi. Đó. Thì bây giờ chậu này cả nhà chia sẻ cho cả nhà là bao nhiêu ạ? 1 triệu mốt cả nhà nha. Phương anh tí còn. Rồi đi. Một cái lá nó ấy là mình cũng phải xịt cồn vào, chỉ cần một cái lá nó ấy là cũng phải xịt cồn. 1 triệu mốt cả nhà nha. Đó, cả nhà nhìn thấy ạ, 1 mầm gốc, 2 mầm gốc, 3 mầm gốc, 4 mầm gốc, 5 mầm gốc, 6 mầm gốc, chỉ cần 6 cái mầm gốc như thế này là coi như là đủ ăn rồi, không cần nói nhiều. Chào này. Chào này, nhìn nhỏ nhỏ cưng cưng mấy cái mầm tùm lum tà la, đẻ mầm gốc quá trời quá đất, các bạn xách về và các bạn ái thôi. Nè, mầm gốc quá trời này đang nhú nè, mấy cái mầm lỡ nhiều nhiều nè. Bạn nào thích chia sẻ 200k thôi. 200k nha. Đó. 200k mấy cái mầm lỡ này về coi như là lên mầm gốc người ta làm một nùi. 200k ăn cái cũng xong. HO cả nhà nha, HO. Rồi, chậu này. Chậu này hai cái mầm gốc cực kỳ đẹp. Thân già thì Phương chưa làm kỳ để cho nuôi mầm gốc cho nó phê. Đó, bạn nào thích thì chốt. Chậu này cũng dạo này cũng có khách mà tính 1 triệu mốt nè. Ok chốt anh trai hiểu hiểu chốt 200k là anh trai hiểu hiểu sách về tập trăm ấy nha. Hả? Ai? Bạn nào chốt trước? Nãy bình luận nhảy tạm ghê ai? Thương Hoài này chốt trước. Thương Hoài chốt trước nhưng mà Thương Hoài là không có giá. À có giá hả? Rồi chốt xong cho Thương Hoài 200k. Chậu này là đó, cả nhà thấy đẹp không ạ? À? Mầm gốc đó. Mầm gốc. Đó, ba đầu như vậy nha cả nhà nha, 1 triệu mốt. 1 triệu mốt. Đó. Ba hai cái mầm gốc thì cả nhà, hai cái mầm gốc này năm hai cái mầm gốc này á, cả nhà kiếm ít nhất cho Phương năm nay là phải hơn 1 mét. Hơn 1 mét, đúng không ạ? À? Hơn 1 mét. Hơn 1 mét, còn thân già thì cả nhà làm vài cái kỳ. Những cái chậu như thế này thì không cần phải bàn nữa cả nhà nha, không còn có gì phải để nói. 1 triệu mốt nha, cực kỳ đẹp luôn. Đó, cả nhà chốt là chốt 1 triệu mốt. Đó, chụp hình và gửi vào fanpage cho Phương. Chậu này cũng y như vậy, nhưng mà hai cái mầm gốc nó sẽ đều hơn, nó nhích hơn một tí xíu thôi. Không phải là Phương bán cao giá hơn, nhưng mà Phương Thương Hoài vô trong phần tin nhắn đi, em Công chụp hình gửi cho Thương Hoài nha. Chậu này Phương chia sẻ cho cả nhà để nhích lên cái đi cho nó khác lại tí. Linh Lai cũng chốt lậm rồi. Thì chậu này Phương sẽ chia sẻ cho cả nhà là 1.111.000. Có nghĩa là không phải là nó cao hơn cái gì đâu cả nhà, không phải là mình cao hơn 11k gì đó, cho nó khác lạ cho cả nhà dễ chốt. Chậu này là chia sẻ cho cả nhà 111k. 1.111.000 cả nhà nha. Đó, cả nhà thấy hai mầm gốc thì cả nhà phê chưa ạ? Đó, rồi thân già đây. Đó, chậu này mấy cái chậu này năm nay cả nhà kiếm phê 1 mét mấy là chuyện bình thường nha. Chậu này là 1.111.000.
Dạo này là 1,1 triệu, thêm cái 11 cho nó là lạ thôi đó cả nhà nha, chứ không phải là ấy làm gì. Cực kỳ đẹp đó cả nhà nha. Những như thế này thì thân già thì Phương sẽ chích kia cho cả nhà, chúc Phương chích luôn cho cả nhà. Còn hai mầm gốc này thì năm nay cả nhà kiếm ít nhất phải 1,5 mét đó. Ok chưa? Chậu này thì chốt 1,110,000. Không quên, chậu này là 1,1 triệu chứ. Chậu này là 1,1 triệu nè. Chốt 1,1 triệu, chụp hình gửi vào fanpage. Chậu này thì 1,111,000. Nó khác tí xíu để cho các bạn dễ ấy thôi, chứ còn với Phương thì nó chả có nhầm nhò gì thêm 11,000 làm gì đâu cả nhà nhé. Cả nhà nhớ nha, cả nhà không chia sẻ chút xíu mà chơi game thì sẽ không được ấy đâu nha, không được tính đâu nha. Bạn nào mà không chia sẻ là không được tính đâu nha. Làm dài cái mini chút xíu, soạn ra hai mini game cho cả nhà. Đây cả nhà nhìn xem nè. Nhìn xem đây là cái lô HO 18m, bạn ấy tặng thêm 1m nữa, Phương tính giá 40,000 trên 1 sen. Phương đổi vàng âm thanh của Phương. Đó cả nhà thấy mà. Tất cả những như thế này thì Phương đã phải để xuống dưới để Phương thay chậu cho nó sạch sẽ, và Phương sẽ xử lý lại hết toàn bộ với cái vỏ thông gọi như là vỏ thông nhập. Toàn bộ bốn cái chậu, mà bốn chậu này thì như cả nhà đã biết thì ngày hôm bữa thì có một anh trai chốt trên bài like, thì cả nhà đã biết là chốt hai chậu đúng không, anh xuống anh chốt thêm hai chậu nữa đó. Anh lựa cứ cặp anh làm cho bốn chậu đây. Còn giải này thì Phương chưa chia sẻ cho cả nhà đâu, để đấy Phương từ từ Phương làm đã cho nó ok đó, rồi Phương chia sẻ nhau sao. Bước vào mùa mưa này nó khá là nguy hiểm, các bạn gửi cây thì các bạn nhớ chúng ta cùng nhau đem về khai thác, chúng ta làm. Mùa này là mùa làm mà, mùa làm cây mà. Phương chào bạn Vũ Đức Chiến nghe cả nhà thấy không, Phương để nguyên cái thằng xuống luôn này đó, chứ không phải kêu Phương lười biếng không đâu. Này cây của Phương vậy luôn nè, đó cả nhà thấy không, Phương để nguyên cái đoạn thằng xuống luôn, cái cây Phương cũng vẫn để làm nguyên cái chậu, chứ không phải cả nhà kêu sao cây của mình ông Phương không làm. Không, cây của bản thân Phương cũng vậy nè, thấy không, Phương để nằm xuống luôn nè. Nè cây Phương nè, Phương vẫn để nằm nè, kia một lùm một nó mà không tách luôn. Nãy có kia Phương hạ xuống đây để cho nó nằm đây luôn, kia hạ xuống đó để cho nó nằm đó luôn, tại vì nó nhiều quá cho nên là mình làm những cái chậu nái luôn cả nhà nha. Nhìn những cái kiếm những cái chậu nhỏ vừa dễ thương. Này cái này của anh Phan Ái nè, đào súng kỳ cho anh Phan Ái rồi, vài hôm anh Phan Ái anh làm xong. Anh Phan Ái nhớ cái chậu này hôm bữa anh Phan Ái chốt 1,1 triệu không anh Phan Ái? Hôm nay thấy cái bộ mầm gốc đã không? 1, 2, 3, 4, 4 cái mầm gốc lớn cực kỳ nhanh luôn. Đấy. Thì cả nhà không chia sẻ thì chút xíu chơi game mà trúng thì chúng ta không có nhận game đó cả nhà thấy không ạ. Đó cái chậu này của anh Phan Ái, tới đó thích thì anh Phan Ái tách ra từng kỳ, còn không thì để y nguyên một lùm này xuống, nó bám xuống một cái là làm cho một cái chậu nái cực kỳ đẹp luôn. Hai cái chậu mà 1,1 triệu đó là mình mới vừa thu lại của anh em đó cả nhà nha, chứ không phải là mình kiếm lời được đồng nào đâu. Cái chậu 300 mình mới thu lại của anh em ấy, của anh em khách gửi tại vườn mình là khách lâu rồi đó. Mình có nghĩa là mình nhẩm mình tính là mình có thể là mình chia sẻ khoản đó, có nghĩa là mình chia sẻ cái giá đó, có nghĩa là 1,1 triệu là 2,2 triệu, chậu đó chậu kia 300 là 2,5 triệu, đó là mình chuyển khoản cho khách luôn rồi, khách kẹt tiền ấy. Còn HO cả nhà nha, còn mình thì mình vẫn còn đang chia sẻ lại cho cả nhà thôi, chứ mình không có kiếm lời ngàn nào ở trong đó đâu. Cả nhà nhớ nha. Đó, cả nhà thấy không? Kỳ cái mà mình có xuống chậu đâu, rất là nhiều đấy chứ. Cả nhà. Một khoảng chỗ này hôm bữa lấy chậu của anh Nguyễn Phú. Đi ngắm cây cả nhà thấy không? Ban đêm vườn thì vẫn còn trống nhiều, nhưng mà chúng ta chăm cây thì cây nó nhiều thì các bạn mà đã đầu tư năm rồi, chúng ta đầu tư nhiều thì chúng ta bây giờ phải xách về chúng ta khai thác ra. Cả nhà thấy không, quán qua quán lại cả nhà thấy không, đó để luôn nguyên đây một cái chậu đấy. Chậu nái thấy bộ mầm gốc thấy ra gì về này nọ không. Chậu này hôm qua chia sẻ bao nhiêu không biết được, hôm kia chia sẻ bao nhiêu
để mình đi kiếm cây, mình đi dạo phố mình kiếm cây có mình sẽ chia sẻ cho cả nhà thấy không. Này mà mình chưa có xuống này cả nhà thấy không, này rễ cỡ này đây mà mình chưa không xuống luôn đó cả nhà thấy không ạ. Như thế đấy, này Phương cũng cho nằm ngang đây để cho Phương, cho nó bám xuống luôn này đó. Không đọc được comment của cả nhà. Cả nhà nhớ là phải chia sẻ mạnh tay với Phương nha. Chia sẻ mạnh tay với Phương nè. Phương đi vào khu này xem nào. Đi vào khu này. Cây nhỏ dễ thương nè. Cả nhà thích mấy cây này không? Ấm chậu rồi nha. Cây 52 nha. Cây 52 cả nhà thích mấy cây này. Phương chia sẻ cái cây này. Chăm cây tốt quá anh. Cảm ơn bạn Thành Lê. Cây này chia sẻ cho cả nhà là 280k nha. 280k nha. Đó. Bây giờ cả nhà thích kia đi ngọn thì đó. Ấm chậu kia 52 cực kỳ đẹp, 280k thích thì chốt. Thấy đâu là chia sẻ đó à. Thấy đâu là chia sẻ đó. Em lướt lướt tí thôi cả nhà, lướt lướt tí thôi rồi đi về chứ đâu có. Có phú quý không em? Phú quý em chia sẵn luôn một cái chậu hôm bữa nè, chậu một chậu nái. Cả nhà nhìn xem. Mầm gốc mầm ghét thấy cũng phê lắm, nhưng bước vào mùa mưa này nhiều khi mình nhìn bãi mây nó thúi cũng là bình thường cả nhà nhé. Này kỳ này à, ngộ đại chậu này ba phát ba kỳ rất là đẹp. Vậy nếu mà em có xuống nào kỳ này, cái này là của Tìm Lại Bầu Trời nha, năm ngoái 30 triệu luôn. Ừ đúng rồi, Tìm Lại Bầu Trời phải sách về mà nhân kỳ ra nha. Kỳ rất là đẹp này, cây rất là đẹp mà không xách về nhân giống ra. Ừ, cây này mà mình còn chưa tách này cả nhà thấy không ạ. Đấy, cái này là của anh Phùng Dương Khánh, mình cho nó ngã qua bên này để chúng ta vô một cái chậu lớn này, chuyển khoản 200k. Bạn nào chuyển khoản đấy, bạn nào chốt, ừ mình đã nhận chuyển khoản rồi, bạn ấy đã chuyển khoản rồi này. Đó cả nhà nhìn vườn ban đêm nhìn ok không cả nhà? Đấy, ban đêm là toàn bộ ban đêm nha, ban đêm rất là sạch sẽ. May các em nó vệ sinh mấy cây nước là nó sẽ sạch sẽ ngay mà. Các lối đi Phương làm rất là rộng, cao, thoáng, nhưng mà thúi vẫn thúi là chuyện bình thường cả nhà nha. Vào mùa này thì chúng ta không bao giờ mà tránh được cả. Bữa nào? Vũng Tàu hả? Thì nó mưa cả ngày đó mà mùa này là không được xịt đạm. Mùa này là không được xịt đạm. Để Phương kiếm những cái cây nào nó vừa Phương chia sẻ cho cả nhà nhé. Vừa không thì lên sớm chủ yếu là chơi nói chuyện với cả nhà một tí thôi mà, chứ đâu có phải là nhất thiết là phải chia sẻ cây đâu. Mình coi bạch tuyết, chúc mừng các bạn mà coi như là mua bạch tuyết nha. À, coi như là bạch tuyết là bắt đầu là nhảy giá nha, bạch tuyết là bắt đầu nhảy giá nha, bạch tuyết là bắt đầu nhảy giá nha. Đó, bạch tuyết thì mình một dãy yếu binh yếu hả, cái này cái gì anh không à, mấy anh em chốt rồi đó hả. Để em đi dạo em kiếm cây nào vừa em chia sẻ cho cả nhà muốn chia sẻ cỡ tầm nào này mà em thu là coi như là 1.1 triệu đó cả nhà nha. Em chia sẻ lại cho cả nhà 1.1 triệu mà cả nhà không chốt đúng không, không chốt thì em nuôi bao giờ được 1.1 triệu chứ không, em không có lỗ được nha cả nhà nha. Em mới thu hồi trưa em thu cho khách á, em thu 1.1 triệu đó, giờ chia sẻ lại cho cả nhà 1.1 triệu đó hả. Đâu bình thường. Ủa cái chậu này chia sẻ 400 mà không ai chốt hả? À 400 này bạn nó chia sẻ mà bạn ấy đòi ship code nhưng mà Phương không ship code được cả nhà nha. Bạn nào chốt thì chốt 400k chụp hình và gửi vào fanpage cho Phương nha. Ôi giời ơi 400k mà các bạn còn phải suy nghĩ à. Một mầm gốc cực kỳ đẹp và đăng lên mấy kỳ nha. Ủa chậu này hôm nay. Ủa thêm chậu này nữa này. Đẹp như thế này nha cả nhà nha. 600 bao nhiêu công? Hồi nãy nó bao nhiêu?
600 bao nhiêu? 686k đúng không? Võ Nam chốt 400k hả? Chốt xong cái đó cho Võ Nam. 686k cả nhà nha. Trời ơi, hai cái mầm gốc nó đẹp như thế này. Hai cái mầm gốc nó đẹp như thế này mà cả nhà không không thấy à. Bộ mầm lỡ rất ra gì và này nọ, ở trên nó đang có ba cái kỳ. Một cái chậu lan nó đẹp đầy đủ tiềm năng mầm gốc và kỳ như thế này. 686k. Có làm cho cả nhà giàu hơn không ạ? À? Chốt chậu này cho Võ Nam. Có làm cho cả nhà. Có làm cho cả nhà giàu thêm không ạ? À? Có làm cho cả nhà giàu thêm không? Không, đúng không ạ? Không làm cho cả nhà giàu thêm, nhưng cũng không làm cho cả nhà nghèo đi, nhưng ít ra chúng ta sẽ có một cái công việc mới. Có một cơ hội mới. Đúng không ạ? À? Cánh cửa mới mở ra. Đó. Bây giờ chúng ta cứ việc là mua về chúng ta chơi đi cái đã. Chơi thằng lá chơi hoa đi cái đã nha. Chơi thằng lá chơi hoa đi cái đã. Rồi, rồi sao ạ? À? Nếu thị trường ấm lại thì chúng ta sẽ kiếm được một ít. Đấy. Lá chậu của anh Nguyễn Yên để xuống dưới. Kéo cái chậu của anh qua. Chậu anh Nguyễn Yên bên trong mà. Lá cái chậu của anh qua kìa. Không hiểu à? Không, bây giờ treo nào? Giải gì? Thì đây cũng là giải của anh Nguyễn Yên nè. Em xách cái chậu này của anh nè. Em bỏ qua đây nè. Của Nguyễn Yên ở dưới là một giải của ổng mà. Chứ cần gì tính giải ở trên. Ở dưới mà không lo tính. Trời, cho cái chậu nái này đẹp nè. Bạn nào thích thì mình chia sẻ cho. Này, mấy cái nhỏ này là mình không tính đâu nha. Ở đây mình chỉ tính cho các bạn là ba cái mầm này thôi nha. Bạn nào thích thì mình chia sẻ cho các bạn. Cái chậu này là bạn nào thích, thích thì gửi luôn nguyên cái chậu này, bự này, nặng này. Chia sẻ cho các bạn 1,5 triệu thôi nha. 1,5 triệu thôi nha. Thích thì Phương gửi về, rất là đẹp. Là chậu nái này. Chia sẻ cho các bạn 1,5 triệu thôi. Chốt thì chốt 1,5 triệu, chụp hình và gửi vào fanpage nha. Đơn giản vậy thôi. Mới mua lần đầu tiên mà sao biết số Hồng Gia Lai hả? Ai coi không? Trần Trung Hào à? Rồi đợi Phương một tí. À vậy hả? Nhắn tin là em gửi số tài khoản nữa hả? Cả nhà thấy không? Em thả kỳ xuống nó nằm như thế này. Nó lên một lùm cho nó phơi. Đó. Chứ không phải là cả nhà nói là ừ, cây của cả nhà không làm. Cây của em cũng không làm y chang như vậy. Em để nó em chắc cho nó một nó lên cho nó một nhiều. Làm chậu nái mà cả nhà. Tư Úc Phương. Đem kiếm cả nhà thích cái gì? Cả nhà thích cái gì? Cả nhà comment lên Phương xem nào. Cả nhà thích cái gì cả nhà comment lên cho Phương xem nào. Hồng Gia Lai à? Gia Lai kia nhỏ hay là kia lớn? Hả? Kia nhỏ hay là kia lớn không? À nhắn tin đó hả? Có gì em chụp đi. Nè cả nhà nhìn xem nè. Kia nè thấy không? Em để một nùi như thế này nè. Đó, buổi tối cả nhà nhìn phê không? Đọc được comment không? Anh em nó thích cái như thế nào? Để biết chia sẻ cho anh em. HO kia lớn hay kia nhỏ? Mình đang chia sẻ HO cho cả nhà nha. Quan trọng là bây giờ cả nhà phải biết là kia lớn hay kia nhỏ. Cái kia như thế nào? Để mình biết mình chia sẻ cho cả nhà. Nè, thân nhỏ nhỏ thôi vẫn ra cái lô kia cả nhà thấy đẹp không? Đó. Thân nhỏ nhỏ thôi chứ không cần lớn đâu. Kỳ 52 nè. Rễ gốc rồi kỳ nè, phê pha không? Tầm 1 triệu hả? 1 triệu. Tầm 1 triệu thì tại sao cái chậu 686 nó không chốt đi? Mới vô hả? Mới vô hả? Cộng 850 cái gì vậy công? Ai chuyển khoản 850 hả công? Ai chuyển khoản 850 này? Chậu này là 686k. Hai cái mầm gốc cực kỳ đẹp. Công thử cầm like công. 686k nha. 686k. Hai cái mầm gốc
hai cái mầm gốc. Chốt thì chốt 686k, chụp hình và gửi vào fanpage HO cả nhà nha. Này Võ Nam, Võ Nam chuyển khoản anh yêu à, hai cây à, Võ Nam hả? Này này em công chốt cho Phương Linh, chốt cho Phương Linh cái chậu đó, Phương Đinh, chốt cho Phương Đinh 686k. Này công em cầm hai cái này giữ mốc coi, em cầm cho anh em đi, em thả điện thoại cho ngay, anh đi toilet nhé. Hello cả nhà. Hello cả nhà nha. Đây kỳ này, kỳ HO này, hai mầm gốc siêu đẹp này. Giá là 1.1 triệu. Cả nhà chốt thì chụp hình và gửi phần vào fanpage giúp em nha. Đây là Phương Đinh đâu, Phương Đinh chốt 6586. Hello anh Nguyễn Tâm. Một cặp một gốc siêu đẹp nha cả nhà. Cặp mầm gốc này năm nay là kiếm hơn 1 mét á, hơn 1 mét HO. À, cặp này là 1.1 triệu. Cả nhà chốt thì chụp hình và gửi vào fanpage giúp em ấy. Có thấy bình luận không? Đây này, đây Trung Trần Hào nè, hai mông gốc siêu đẹp nè, và có một cái thân già nè. Chào anh Mau Pro nha. À Phương Đinh cho xin số Zalo à. À số Zalo là 09 số của anh Phương à 0981913848 anh nha. À, số điện thoại của sàn Phương Đinh. Cái gì? Sàn nhỏ bao nhiêu một cây? Thành giống sàn nhỏ. Đây cây HO này này, hai mầm gốc này siêu đẹp nè và một thân già. Em chia sẻ là giá là 1.1 triệu nha. Anh gì nãy mới hỏi đây. Linh Lộ có HO gió hộ nghèo không? Có luôn anh nha. Để gửi cho Phương Đình. Anh Phương Đình có thể là vào phần Messenger nhận tin nhắn nè. Chào anh Châu Hy Bảo. Và đây chậu này cũng hai mâm gốc và một thân già nè, cũng giá là giá 1.1 triệu luôn. Cả nhà chốt thì chụp hình và gửi vào fanpage giúp em. Ok anh Phương Đinh. Dạ cây rất là đẹp anh Tuấn Hoàng, cây đẹp và rất là khỏe. Hai cây này mỗi cây đều là một thân già và hai mâm gốc siêu đẹp, giá là 1.1 triệu. Có thấy không? Có thấy bình luận nào không? Có thấy ai? À trên trang này thì không có thấy bình luận nào cả. Thì cả nhà cứ chốt vào chụp hình và gửi vào fanpage giúp em, chứ em đâu không thấy bình luận nào. Thu Nguyễn Thiên bao nhiêu cm vậy? Cây này hả? Cây này thì khoảng là 30 mấy cm. Mười, thân già đã gần 10 cm rồi nè. 31 32 cm gì đó anh nha. Rất là đẹp anh Sĩ Nguyễn Văn. Đây là cây của khách nhờ ra giùm. Hello cả nhà. Sao này em chia sẻ cái gì này. Các bạn nào thích mình chia sẻ một dây HO này luôn cho cả nhà nè. Cho em xem cây của em được không anh ơi, thèm quá.
Ôi giời ơi, anh phải tranh thủ đi kiếm đi lai lai. Không biết cây của em nằm đâu luôn á Duy Thành nha. Không biết nó nằm đâu luôn. Mình không biết cây nó nằm đâu. Tại vì em công sắp xếp mà. Em công sắp xếp mà. Mình đi qua rồi đi lại kiếm cây. Cả nhà, cả nhà IB cho Phương xem nào. IB là cả nhà thích cây nó như thế nào, thích như thế nào để Phương chia sẻ cho. Bạn nào thích thì chốt cái này 500k nè. 1, 2, 3, 4, 5 nè. 5 phát 1 giải nè. Ra rễ ấm chậu đẹp hết gửi cho. Bao đẹp luôn. Ui cái vườn này tìm hồi lé luôn. Đúng rồi. Cho nên thế, thế mà các bạn nhiều khi mới vừa chốt gửi, mới chốt có tuần đi hỏi cây, hỏi công này. Ngắm cây là phải nhiều khi cả tháng. Cả nhà nha, phải cả tháng. Đẹp không cả nhà? Đẹp không? Đúng rồi, anh trai Thành Lê hoa rẻ mà đẹp, tại tội gì không chơi. Đó, như vậy đấy. Nhưng mà Phương không hiểu, Phương nói thật với cả nhà, hầu như á Phương chia sẻ cho cả nhà là những chậu tiềm năng đẹp. Cả nhà không hề chốt đâu. Cả nhà chốt những cái chậu Phương thấy như nó đau đau không. Ví dụ như trường hợp rất là đơn giản, những cái chậu mà nó không có tiềm năng, nó không đẹp thì Phương ít khi nào mà Phương chia sẻ cao cho cả nhà được. Đây, ví dụ như những cái chậu như thế này, cái mầm gốc cả nhà kiếm năm nay phải kiếm phải ít nhất phải 70-80 cm. Nó thân già thì rất là nhỏ, nhưng mà cả nhà thân một khúc thôi mà có hai cái kỳ rất là đẹp. Cái nhà trước mắt là chúng ta về cái lúc này là như thế nào ạ? Hầu như cái lúc này á là cây nó đang phát triển và nó đang bật mầm gốc và kỳ. Ví dụ vài hôm là cả nhà đã thấy cắt ngay rồi. Cơ hội của chúng ta nó luôn rộng mở, quan trọng là chúng ta có việc chịu chốt hay là không thôi. Ví dụ bây giờ Phương sẽ cho cả nhà xem cái chậu, như cái chậu này của anh Phan Ái này. Đó, hôm bữa anh Phan Ái chốt này, 1 này, 2 này, 3 mầm gốc hôm nay lớn rất là nhanh này. À, công em lạc mấy cái lá dưới chân luôn đi. Đó, cả nhà nhìn thấy kỳ mở lá đẹp không? Kỳ đẹp không? Nó lên rất là đẹp. Em cầm điện thoại hả? Thôi em không biết lạc lá đâu. Em lạc bậy nó gãy cái đầu á. Để nó mai công lọc lật hết mấy cái lá dưới chân này để nó khỏi đè mấy cái mầm gốc. Quan trọng là chúng ta này, cả nhà nhìn này, cho cả nhà nhìn xem cái lô HO này. Đó, Phương đổ dàn âm thanh đây. Đúng rồi, 5 cánh chán thì cả nhà không chịu chốt. Cả nhà đi mua 5 cánh thâm 5 cánh thâm, 5 cánh tím thì thôi Phương cũng chịu. Tùy cả nhà, cuộc chơi mà, cuộc chơi nó còn dài lắm. Mình thì cứ để đây. Đặc biệt là chúc mừng anh em đã chốt Bạch Tuyết nha. Rau Bạch Tuyết sẽ bắt đầu tăng giá. Ngày hôm nay anh em đi hỏi Bạch Tuyết khá là nhiều. Ngày hôm nay anh em hỏi Bạch Tuyết khá là nhiều. Cả nhà nhìn những cái mầm cây này, Phương cho nó nằm xuống luôn nè. Lên rất là, cứ làm một chậu HO như thế này mà chơi. Phương cảm ơn Duy Thanh nha. Mà chơi chứ quan trọng gì về giá cả đâu cả nhà. Phương giờ không biết là chia sẻ cái gì cho cả nhà đây, cây lớn hay là cây nhỏ luôn. Em có đọc được những cái comment của anh em không? Bây giờ mà điện thoại của anh sắp phát pin rồi. Mình chia sẻ cho cả nhà một lần một chậu thôi nha. Một chậu này nữa thôi là mình sẽ xuống like nha. Chậu này đi. Phương sẽ chia sẻ cho cả nhà cái chậu này là bao nhiêu ta? Không, chậu này là hôm bữa em ghi là 1.100.000 nè. Hồng Minh Châu ổn em, Hồng Minh Châu, Hồng Nguyên Thủy, Hồng Minh Châu, Bạch Tuyết rất là ổn. Chậu này mình vẫn chia sẻ cho cả nhà là 1.100.000 cả nhà nha. Chậu này thì 1.100.000 luôn. Mầm gốc này bằng mầm gốc bên kia, nhưng mà nó có hai thân thôi. Thân già có hai kỳ, bạn nào chốt thì chốt 1.100.000 chụp hình và gửi vào fanpage nha. Đúng ra hôm nay phải hơn 1.100.000 á, tại mầm gốc này nó lớn nè, nhưng mà thôi chia sẻ 1.100.000 cũng được. Chốt 1.100.000 chụp hình và gửi vào fanpage cho Phương nha. À, cho cả nhà chơi game đi cho nó vui tí đi. À, rồi đi về, điện thoại sắp hết pin rồi. Điện thoại anh sắp hết pin rồi. Em lấy hai phần game. Ừ. Em lấy hai cái cho cả nhà chơi game đi. Điện thoại em sắp hết pin rồi, không lay lâu được rồi. Đây này, đây có chậu này đẹp nè. Một mầm gốc, hai mầm gốc, ba mầm gốc, bốn mầm. Tại vì nó có hai đầu nha cả nhà. Đây, có này, có 5 phát này. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 phát đúng không cả nhà? Không cần tính cái này, 6 phát 600k thôi. 600k thôi, như vậy cho nó vui. Đó. Cho cả nhà sách về cả nhà chơi. Có không? Có mini game không? Mini game đem về đây, anh cho anh em chơi mini game cái. Không, Gia Lai gì em? Kia nhỏ lên đẹp 1,5 triệu. Lên cỡ tầm một xe máy là 1,5 triệu. Em lấy cho anh hai phần phần game cho anh em chơi đi. Điện thoại anh sắp hết pin rồi đó. Kiếm nào dễ thương đi. Có không? Cả nhà chờ Phương tí nha. Trong khi chờ đợi em Công đi kiếm mini game, chúng ta dạo ở dưới nè. Chung là không biết là bây giờ cả nhà thích như thế nào. Cây lên nè. Cả nhà thấy lên cây không? Đó. Mầm gốc nè. Này mầm lỡ nè. Đó. Mầm gỡ, mầm gốc nè. Võ Nam chốt 6 phát mà 600k đi anh. Ai chốt? Trong này là anh thấy Võ Nam chốt, nhưng mà trên của em là ai chốt biết đâu. Em coi trên kia nó người ta trước thì sao. Cả nhà nhìn xem nè. Mầm gốc nè. Mầm gốc nè. Mầm gốc kia nè. Chốt Võ Nam à? Ok, chốt cho Võ Nam bình thường thôi. Chốt treo lên trên kia luôn cho Võ Nam. Cơ hội thì nó luôn, nói chung là 600k. Phương nói thật với cả nhà là mình chả làm được cái gì cả. Mình không làm được cái gì cả. Nhưng mà mình mua kia thôi. Còn cả nhà có thể là ham rẻ, mua bất cứ chỗ nào cũng được, miễn sao nó chuẩn nguồn là được. Chúng ta đừng có ham rẻ. Mấy cái này, mấy cái mini game này em nói em gỡ ra đi cho anh em nó tiện hơn cả nhà nha. Nó sẽ tiện là hai cái mầm lỡ rất là đẹp cả nhà nha. Em nhổ ra em gửi cho anh em nó tiện hơn. Chùa cái cây này, cây ươm tự nhiên HO à? Nó sao ốm như vậy? HO cây ươm tự nhiên mà nó ốm quá. Không kệ, làm mini game mà. Mình nhổ lên dạy cho anh em về tập chơi. Gửi chậu chi cho nó cực. Hai cái cả nhà nha. Cái gì đây? Cái này còn nguyên khúc mắt HO à? Còn mấy mắt này em gửi luôn đi cho anh em chơi, tặng cho anh em chơi vậy cả nhà nha. Chắc cái này rồi em Công em kẹp như thế nào đó tùy em Công nha. Ở đây này đó, rồi em Công sẽ bỏ cho cả nhà một cái này là hai phát, cái này hai phát cho em Công bỏ cho cả nhà chơi. Về cả nhà tập chăm nha, cả nhà nhớ tập chăm. Đem cái điện thoại xuống đây. Em bán cái gì đấy? Em bán Hồng Gia Lai hả? Khách hỏi à? Khách nhắn tin hỏi à? Điện thoại anh sắp hết pin vậy. Cho cả nhà đi dạo tí thôi. Cho cả nhà chơi game cho nó vui. Ngâm cây. Rồi cả nhà chơi game nha. Chơi game đi. Rồi. Ok. Em thì chủ yếu lên nói chuyện với cả nhà tí, cho cả nhà ngắm cây, ngắm đồ, chia sẻ dạo. Bạn nào thích cái gì thì chốt cái đó. Tiền trong túi của các bạn, không ai ép ai cả. Đó, như các bạn là ui rồi ôi. Chào chủ tịch Trương Tấn Lợi. Chào bé Phương đẹp trai. Đó, như cả nhà thấy là hồi chiều là Phương thu lại cho bạn ấy là hai chậu, một chậu là 1 triệu, một chậu là 1,1 triệu. Chia sẻ lại cho cả nhà thấy không? Mà vẫn y như vậy đấy. Cả nhà nói chung là cơ hội là của chúng ta, tất cả anh em chúng ta thôi. Tiền trong túi anh em chúng ta, không ai ép ai nha. Bây giờ thì chơi game thì nó rất là đơn giản thôi. Phương cho cái đồng hồ trên cái điện thoại của Phương chạy nha. Hai số cuối trên cái đồng hồ của Phương mà nó trùng hợp với lại hai số cuối số điện thoại của các bạn đang xài, thì các bạn hãy gọi vào số điện thoại Phương đang ghi ở bên dưới là 0908707326 để các bạn nhận như quà game cả nhà nhé. Quà game thì nó không có lớn lao gì đâu, nó rất là nhỏ, nhưng mà cái tấm lòng của mình rất là to cả nhà nha.
cả nhà sách về, cả nhà tập chăm, tập chơi, nói chung là chúng ta tập khai thác, chúng ta không biết trước được là ngày mai là lan sẽ lên nữa hay là ngày mai là lan sẽ xuống nữa. Nói chung là Phương ví dụ là như vậy, cho nên là các bạn cứ phải là chúng ta cứ mở ra cho chúng ta một cái cơ hội. Không có ai ép ai cả, tiền trong túi của chúng ta mà. Có nghĩa là ví dụ ngày hôm nay các bạn bỏ ra vài trăm k, 1-2 triệu gì đó, các bạn chốt một chậu lan. Phương không biết các bạn sao chứ bây giờ cây lan nó rõ ràng ra như vậy mà các bạn chốt các bạn còn ngại. Còn lúc mà Phương nói thật với cả nhà là mà lúc mà mình đi chốt thân lá, mình đi mua cây sai mà lúc hồi mà Phương mới tập chơi ấy, ôi trời ơi, coi như là 4-5 triệu, 5-7 triệu, 10 triệu, thậm chí lên 20 triệu mà chốt âm chốt mạnh dạn lắm cả nhà nha. Nhưng mà bây giờ cả nhà rất là quan ngại, cả nhà không chốt. Không hiểu là ví dụ như bây giờ cả nhà bỏ ra vài trăm k hay là 1-2 triệu gì đó, nó cũng đâu có phải, đâu có thể là làm cho cả nhà giàu hơn, nhưng mà nó cũng không thể là làm cho cả nhà nghèo đi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta tự mở ra cho chúng ta một cánh cửa mới, một công việc mới, một cơ hội mới. Đấy, để được giao lưu quen biết với rất là nhiều anh em khác, cũng như là chúng ta tập chăm cây, tập khai thác làm cây, thêm một cái mô hình kinh doanh khác nữa, đúng không ạ? Thôi không để cho các bạn chờ đợi lâu nha, điện thoại mình sắp phải pin bằng cái tuột xong luôn nha. Các bạn này, chuẩn bị tinh thần nha, chạy nha. Hôm nay đi ăn nhậu suốt cả ngày rồi, giờ lên chút xíu thôi, lại chút xíu thôi, nói chuyện với cả nhà chút xíu. Này em nhổ ra nha các anh, nhổ này nè, cái này em để cái này luôn tặng cho anh em, cho nó anh em về ươm gì đấy. Còn cái kia cho anh em về chơi, tập chơi ấy mà. Dừng này, số 67, 67 đẹp em cả nhà nha, 67 đẹp đấy. Bạn nào sai số điện thoại hay số đuôi là 67 hãy gọi vào số điện thoại 0908 707 326. Hai bảy gọi chị má. Alo. Alo à. Alo. 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 Số 67 cả nhà nha. Bạn nào số 27 gọi mà gọi không trả lời. 67 vừa gọi mà nháy máy. Có người gọi mà nháy máy để đợi người ta gọi lại cả nhà nha. 2367 4567. Úi nháy máy suốt cả nhà. Gọi đi, gọi đi, gọi đi. Rồi lỡ chúng game mình lâu chiều quên nộp tiền. Úi, tức quá. Nguyễn Ba Trọc. Tên cũng hay nhỉ, Nguyễn Ba Trọc. Em chào anh trai Nguyễn Ba Trọc, vì tới 132 cũng nháy máy, sao nhiều bạn nháy máy thế. Số 67 cả nhà nha, bạn nào có số điện thoại hai số đuôi là 67 thì hãy gọi vào số điện thoại 0908 707 326 cả nhà nha. Nhớ hai số đuôi của mình là 67 chứ không phải là số 27 hoặc là những số điện thoại khác chúng ta gọi vào nhé. Nếu như chúng ta gọi vào mà không đúng số thì chúng ta vô tình đã cướp đi một cơ hội của người khác. Ví dụ họ đang có một số 67 chuẩn bị họ gọi thì các bạn gọi vào thì máy bận, họ gọi không được, đó là vô tình chúng ta cướp đi một cơ hội của người khác. Đấy, cho nên là tất cả anh em chúng ta đừng trêu đùa ngay vào lúc này, và tất cả chúng ta nếu như chưa có số 67 thì chúng ta hãy chờ đợi cơ hội lần sau nha các bạn nhé, đừng gọi vào. Đấy, chúng ta hãy nếu chúng ta không có đúng số thì chúng ta không gọi vào, thì chúng ta tăng thêm cơ hội cho người khác. Có không ạ? Thôi bây giờ chúng ta quỷ nha cả nhà nha, quỷ nha, quỷ nha. Hồi nãy có bạn gọi nhưng mà bạn ấy hết tiền rồi, các bạn nhá máy thôi, con ve ve cái gì. Rồi bắt đầu lại nè, đặt lại nè, cho chạy lại nè. Con gì, con bù rầy là phải bắt em. À, con bù rầy đó là nó cắn là coi như là đứt cây luôn đấy. Con nó là từ bên góc xoài nó bay qua đấy. Có bóng đèn nó bay vào. Dừng. Số 27 cả nhà nha. Đây 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 đây, ông nào vừa luôn, hồi nãy ông số 27 gọi này. Ông 27 đâu rồi? Hồi nãy ông vừa gọi nè, bây giờ bấm trúng ngay luôn nè. Ông 27 đâu rồi? Ông nào số 27 mới vừa gọi lúc nãy đâu rồi? 27 đâu rồi? Đấy, ông 27 thì ông 72 là gọi. Alo ạ? Alo ạ? Ôi giời. 27 thì ông 72 gọi. Cái gì cái cây gì cho đó.
Con này anh chỗ này phải xịt nước xuống dưới, mai xịt ống nước xuống. Số 27 cả nhà nha. Có 827. Alo ạ. Alo. À, hồi nãy em ghi số thứ 27 này. À, rồi chào bác. Bác cho em, bác có chia sẻ gì ạ? À? Có kia rồi ạ. À, nick của bác là nick gì ạ? À? Nick Đào Văn Hải ạ. Rồi bác comment lên cho em cái anh em kiểm tra thử bác chia sẻ chưa. Rồi sau đó bác nhắn tin vào fanpage cho em xin địa chỉ và số điện thoại nhé. Rồi ok em, cảm ơn bác Đào Văn Hải. Rồi chúc mừng bác. Rồi dạ. Rồi chúng ta đặt lại nè. Làm tiếp mini game nữa, tranh thủ đi. Điện thoại của Phương sắp hết pin rồi. Hôm nay quên sạc pin, ít có con mũi. Vui thôi cả nhà nha. Cuộc chơi mà, tạo cho các bạn luôn có một cái niềm đam mê trên cái con đường hoa lan nha. Ok chưa? Dừng nha. Nhiêu ạ? 93. Wow. 93. Bạn nào có số điện thoại 93 lên nói chuyện với cả nhà tí thôi chứ thúi cái mầm gốc Ngọc Sơn Cước rồi đâu có hứng đâu mà like cả nhà. Buồn thì không buồn, nhưng mà vui thì cũng không phải là vui được cả nhà nha. Thúi cái mầm gốc Ngọc Sơn Cước ngày hôm nay mất mấy trăm triệu mà làm sao mà vui được. Võ Nam chuyển khoản cho nên là không có hứng like. Nói chung là lên tí xíu thôi cho cả nhà thăm cay tí, trưa mai like nha. 93 cả nhà nha. 93, bạn nào có số 93 hãy gọi ta. Ai không? Chín mươi ba mà ông 59 ông nháy máy. Mình nói thật với các bạn thì nếu các bạn không có đúng số thì các bạn đừng nháy máy. Nháy máy thì vô tình chúng ta lại cướp đi một cơ hội của người khác các bạn nha. Cho nên chúng ta đừng có nháy máy. Chúng ta đừng nháy máy làm gì. Nếu như điện thoại chúng ta có số 93 đuôi thì chúng ta hãy gọi cái này nhé. Còn không có thì các bạn đừng gọi. Khi các bạn gọi mà các bạn có số 93 bạn gọi tới không được thì vô tình là chúng ta đã cướp đi một phần quà của bạn ấy, vô tình chúng ta đã cướp đi một cơ hội của bạn ấy. chín mươi ba cả nhà nhé. Bình Phước. Chín ba bình phước à? Thôi bỏ số 93 cả nhà nha, thấy cả nhà lâu quá. Lâu quá là điện thoại em hết pin á. Đặt lại nè. Ủa, cái gì vậy? Rồi đang chạy cả nhà nha, đang chạy. Điện thoại em nó sắp hết pin rồi. Dừng nào. Dừng 19 cả nhà nha. Ok, Phương chào bạn Nguyễn Vinh. Cảm ơn bạn Nguyễn Vinh rất là nhiều. Số 19. Số 93 giờ gọi không được ạ. Bỏ đi ạ. Bấm tắt đi để số 19 họ có cơ hội. Số 93 lâu quá. Số 93 lâu quá à. Chúng ta phải bấm tắt đi để cho số 19. Tại vì bây giờ chúng ta đã nhảy qua cái khác rồi. Giờ mà nói chuyện với 93 là nó lâu lắm. Cho nên là bạn nào bạn số 93 chút xíu bạn có nghe lại mình nói thì bạn thông cảm nha. Vì chúng ta bấm qua chạy của số khác rồi và đã hiện lên số khác rồi thì chúng ta phải chấp nhận số mới. Vì bạn chậm quá. Bạn chạy đi qua cô nàng hàng xóm mà bạn gọi, bạn mượn số 93 nhưng mà chạy qua nhà cô hàng xóm mượn điện thoại thì thập tan dư hãng con bóng chú chim nhỏ xinh. Cho nên là các bạn lại nghĩa phát không, các bạn mới chạy về các bạn gọi, đâm ra nó bị chậm. Mà chậm thì bây giờ khi mà Phương đang cho chạy thì mình có thể là ok được, đúng không ạ? Thì đó là chưa. Alo ạ. Alo, anh gọi đến 93 em ơi. Dạ 93 mà anh gọi chậm quá, bây giờ em đã đang chạy số 19 rồi anh ơi. Đang số 19 đang chờ. Để số 19 gọi bận đi. Dạ thì có những người khác họ gọi cùng lúc đó anh ạ. À, bây giờ em đang chờ số 19 gọi ạ. À. Dạ em cảm ơn anh. Dạ
Đây cả nhà thấy không ạ? Có nghĩa là lúc nãy có mấy người nháy máy là vô tình bạn số 93 gọi, không được. Đấy, chúng ta lại đánh mất một cơ hội của người khác. Đấy, sau này mà lỡ chúng ta trúng thì người khác lại gọi như vậy thì chúng ta lại trách móc này nọ nọ kia, đúng không ạ? À, bây giờ là bạn nào có số 19 thì hãy gọi vào một đại 119 đấy. Alo ạ. Alo. Dạ alo. Lâm Hùng anh ơi. Lâm Hùng hả? Bạn. À Lâm Hùng là ca sĩ Lâm Hùng đó nha. Rồi, ok chào bạn, bạn comment lên cho anh em xem bạn có chia sẻ chưa ạ? Dạ, bạn chia sẻ chưa ạ? Dạ 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 ok. Rồi bạn nhắn bạn nhắn tin cho mình số điện thoại và địa chỉ bạn nhé. Đã chia sẻ. Rồi ok. Cảm bạn tắt rồi hả? Thôi kệ, mình cũng cảm ơn bạn nhé. Thì cảm ơn trên này nghe bạn ấy tắt máy rồi, bạn chắc máy điện thoại của bạn ấy hết tiền. Dạ alo, chậm rồi ạ. Ừ chậm rồi. Có bạn gọi trúng rồi. Ừ. Rồi ok bạn. Giờ mới 19 mấy giờ bắt đầu, giờ mà like là view nó mới nhảy lên, đúng không cả nhà? Vì cả nhà nãy giờ ăn cơm nhưng mà Phương điện thoại Phương gần cái pin, chịu giờ cả ngày ở bên này rồi, cho nên like một tí xíu thôi, nói chuyện cho cả nhà ngắm cây thôi. Hẹn cả nhà trưa mai cả nhà nhé. Trưa mai lên like đi nha. Hẹn cả nhà 11 giờ trưa mai chúng ta lại lên nói chuyện và chia sẻ cây nha. Bây giờ thì điện thoại Phương sắp hết pin rồi. Phương xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào trưa mai. Chúc cho cả nhà có một buổi tối ngủ ngon bên gia đình và người thân của mình. Nhớ đừng nhậu nhiều quá nhé. Xin chào. Mà quên nữa, nói đừng nhậu nhiều quá, cái vợ mình nó nghe, nhưng mà mình bây giờ nhậu không có nhiều đâu cả nhà. Mình ngày nào mình cũng nhậu, đâm ra là mình chuyển qua thành nhậu đều rồi. Ngày xưa vợ cứ nói sao mà cứ nhậu hoài, ngày nào cũng nhậu, nhậu nhiều thế. Đấy, nhưng mà giờ sẽ không còn nhậu nhiều nữa, mà không còn nhậu hoài nữa, mình chuyển qua là nhậu đều. Ngày nào cũng nhậu là nhậu đều, là khỏi bị chửi cả nhà nhé.